hô kỹ nè, nó cũng không có thông báo luôn. Ông chị hai cái không có luôn. Ờ, kiểu cũng có bốn khúc sao, có đó là khúc sao rồi. Mọi người có thấy em không mọi người? Các bạn chia sẻ like giùm em nha. Ở đây không thấy người coi luôn nhỉ? Cái gì kìa? Ồ, sao vậy ở ta? 20 người á. Thấy 20 á. Đầu như con chó luôn. Ủa gì vậy? 8 giờ mà 20 người coi. Chắc ngủ nhậu quá. Thôi mọi người, không gì mọi người. Mọi người, chấm là chia sẻ like cho em, mọi người chia sẻ like mạnh tay cho em khúc này đó, chứ em gãy á, gãy á mọi người. Chớ đây mò, sao vậy ta? Mọi người. Chị không, chị tắt nãy chị like một lần rồi, chị tắt một lần luôn. Ủa, không có thông báo. Ủa, có hai cái luôn hả? Có cái là nãy em quên bỏ thôi. Nó nè. Dạ. Thì nó kìa, cái nha bỏ ra một cái rồi. Chỗ cửa hai cái nữa trời. Đồ nhớ. Đúng không ạ? Chị mày nghe đám cưới đầu lửa là ổng cưới lên đúng không? Kết luôn. Chịu nghe cái đám cưới vừa mới đổi. Cái lửa này cho những em dịch bá. Mẹ la nha, cho đi học bà đi. Chị cái này cho chị đi đi. Bà chị. Đại tiệc bà chị hay bà chị không? Trời ơi, bây giờ em có thông báo luôn, muốn xỉu. Thì hỏi hết pin, trời đất ơi. Đấy là cục sạc em đây không Ngọc? Dạ có. Em gắm nó, em chạy đằng kia vậy ha. Rồi nhớ hết pin này. Chứ có tắt nguồn. Em có chạy hết chỗ cắm, em cắm cái chỗ này nặng á. Em để cái điện thoại ở trên á. Cái để mà đúng không? Biết nha. Đó ngọn nha. Rớt cái ăn cướp này. Rớt cái lạnh. Tháng đồng lương gì nghe. Dạ, chào chị Omachi. Trời em không hiểu luôn, sao không có thông báo gì không biết nữa. Rầu cũng xỉu luôn. Chân váy nè mọi người, like luôn mọi người. Kệ luôn. Tới đâu tới nha. Chưa tới đâu chưa nha. Ủa này có mấy cái túi phải đẹp, mấy cái dép xinh lắm nè mọi người. Chị Mai còn nhận ký gửi không hả? Cũng nhận sơ sơ, đâu? Nhận xương xương. Bộ đồ này đâu? Không hả? Sao vậy? Cái gì á? Cái áo hơi cơm. À, hơi dài á đúng không? Ừ. Chân váy này mấy chị, chân váy này trời ơi dễ thương vậy. Chân váy này mặc bao dễ thương luôn á, không có quần trâu mà mặc lên chắc cưng lắm luôn á. Chân váy này để cho mấy bà mình 40 thôi. Ôi, nó dễ thương quá ha. Chân váy màu 40 đang hot. Chị không biết. Bị chặn xe rồi hả? Thôi, cái bồ quá à. Không, chị không có tự xe cho chị được. À, khi nào chị nhận lại chị thông báo. Ồ, chị nhận chị báo. Xin sẻ dạ, xin hôn bỏ trăm. Nhân máy 40 cho Lan Linh. Đúng không? Trời ơi, giấy chụp hình này. Chụp hình lại đi. Mọi người chụp hình lại đi.
Nè mấy chị, cái này áo vàng nè, vàng này còn còn tát luôn nha mấy chị nha. Vàng này còn tát luôn. Size M. Anh chụp sao mà chắc cái nhìn em thật là nhỏ nhắn dễ thương á. Em thích chụp phút to ấy. Cái chị mặc hả? Cái chị mặc 90 đi, rẻ luôn, rẻ rẻ luôn á. Trời ơi, coi cái vải của nó nè, siêu bị xuất sắc luôn nha, nó là size S á. Nè mặc không hề bớt. Form cực kỳ xinh luôn. Chị thấy không? Là em không hề bớt trong cái đầu này hết, là cái form nó làm sao là mặc luôn cái giấy em nó như vậy luôn. Trời ơi, em mặc thấy nó xinh xỉu luôn á mọi người. Em để 90 là em cảm giác em để quá rẻ rồi luôn á. Nên mà em lên hình một cái là mấy chị không thể nào mua với cái giá 90 được. Em này em cũng lên người em mặc rồi. Em có bán 90 là rẻ đó. Nó nhìn chốt nhanh. Size S. Chốt lấy hơn á. Em váy mà mặc tầm anh váy 90 với sơ mi này còn tát nha, để cho mấy chị mình 35 thôi. 35 thôi, cái này rồi lớn lớn mặc tí. Ok, cái này size M mấy chị. Lấy cầm anh sơ mi 35. Sơ mi 35 cho em con này nét nè. À, cái này xinh quá, maxi nè mấy chị. Maxi à, cái này đã có bút ngực nha, mình mặc dạng yếm á mấy chị. Mình mặc dạng yếm. Đó, có mút ngực cho em, dễ thương cực kỳ luôn. Nền hoa xanh, cái form này là chắc 53, 54 chứ loại vừa luôn á. Để cho mấy chị cái maxi này 50. Hoa 50 cho em. Lấy comment giùm em hoa 50, nó muốn cùng gì cho cái áo này. Hoa 50. Dép nè mọi người. Dép này size cùng gì gì? Không có. Đi đặng nó muốn như cái áo. Dép này size 38, 39. Dễ thương quá ha, cưng ghê luôn á. Size 38, 39 nha. À, new luôn á, đế này new luôn nè, để cho mấy chị mình 50. Dễ thương lắm nhỉ. 37 mang được không? Không được, hơi rộng. Dễ thương quá mọi người, nè 50. Dép 50 cho Nguyễn Thị Trúc. Nè trời, Phu là new luôn. Xinh quá giờ, em rất là thích mấy cái túi bên đây luôn á mọi người. Ủa xinh quá giờ. Cho bạn nào gửi cái túi đẹp quá giờ. Nó new đó mọi người, nó new á. Nè nó còn tát luôn nè, còn tát trong cái cọng dây luôn. Ôi, em lấy luôn á. Em đang thích màu hồng này quá trời quá đất rồi. Ôi mới cáo mới mời thiệt luôn á, mới nát cho em luôn. Này có cái dây này kiểu là cái này là cái gì gọi người ta gọi là dây tép da mấy bà. Để mà gọi là để tép da. Kiểu như mình có cái dài như thế nào thì mình tát lên cái mẫu này thôi chứ không có tát lên cái túi gọi là dây miếng tép da. Trời đất ơi, nó dễ thương quá vậy. Ui. Oh my god. Cái này new nha, để mấy chị 135. Túi này 135 cho em. Quá xinh rồi đó mọi người, nó thiệt á. Ồ nó new quá, new 100%, 135 là em nghĩ là rẻ lắm á. Khúc này em cũng thấy khó kiếm túi nữa, không hề bán hết trơn. Không em cũng kiếm mua lắm, không hề bán túi gì hết trơn. 135 cho em, quá rẻ, quá đẹp. Túi 135 cho Ngô Thị Mỹ Nhung. Dễ thương ghê luôn á. Để chị dán lên cái miếng này cho nó không ảnh hưởng như cái túi của em. Quá xinh luôn, đẹp nét. Nét luôn á, nét luôn á. Áo vàng nè mấy bà. Khung vàng cho em. Trời đất ơi, có cổ nha. Siêu dễ thương quá mấy bà ơi. Mới tinh luôn á, 55. Ủa bé trên không thích màu hồng hả? Vàng này 55. Không yêu mà. Trời thiệt luôn á, sao á. Sao mà không đáng yêu nha. Sao á. Sao thích màu hồng, sao thích chị được. Chị như màu hồng nhá. Cũng nè cái này năm ồ xếp bộ này dễ thương quá à. Nó giống cái bộ đen hót bây giờ mà cái này nó bị cái là nó không có tầng như vậy thôi. Cái bộ mà con sâu đen hót bây giờ dễ thương quá à. Trời đất ơi, cái này 52 kêu lại vừa vừa lắm thun nha. Bộ này để mấy chị 80, trời dễ thương dữ, dễ thương xỉu. Bộ này 80 cho em. Cái gì? Bộ này set này 80 giùm em. Ủa cái áo 55 cũng bà nào chốt luôn vậy còn. 55 cũng bà nào chốt luôn vậy trời. Cái áo vàng đẹp cũng xỉu.
trắng này cho em nè mấy chị. Trắng cổ tim có một cái túi nha, để mấy chị 30 mới tinh. Trắng này 30, áo trắng mới tinh. Chết em rồi, cái điện thoại em nó bị lắc, em không thấy comment của mọi người nhắn em luôn á. Nên là ai nhắn gì chị đọc cho chị nghe nha. Ok, điện thoại chị không thấy gì hết á. Ai mà khen chị rồi đó, nói chị biết chị cảm ơn ta. Này len này cho em nè mấy chị. Len này nhỏ ký size S thôi. Để cho mấy chị cái len này 25. Len này 25 thôi được rồi em. Để nó chút lại hết dưới làm nổi. 25. Cái này đây. Được rồi. Đây tao đâu được cũng đầu á. Sao em không thấy comment của mọi người? Chị không thấy comment của mọi người luôn. Chị đã hệ thống bị nó đang bị lắc nó sao. Nó làm sao á, nó xô á. Chứ vẫn có một câu vực ấy cầm anh Mỹ Nương rồi nè. Oh my god. Thật ra nãy giờ mày cầm anh đó hả? Nè không có nhiều người cầm anh lắm. Nhưng mà con nó bị ẩn. Bộ nè. Bộ này mấy chị ấy, mấy chị cầm anh em coi thử mấy chị. Em thấy hiện cầm anh rồi nè. Chị thấy. À chị thấy em nha ngô hay, hay là em chưa thấy mỗi Mỹ Nương vậy? Mấy chị chấm em coi thử đó mấy chị. Có, người có ai đang chấm không vậy? Có ai đang chấm không vậy? Chấm mình chị vẫn thấy Mỹ Nương thôi. Only Mỹ Nương. Cái gì vậy nè? Ủa, mọi người nè, bé Trân nè, thấy bé Trân nè. Ôi mà chị nói chị thấy có à, hay Mỹ Tiên nè, thấy Thanh Hạ. Chị thấy có Mỹ Nương thôi. Nè mấy chị, bộ này cho em, bộ này để cho mấy chị mình 50 thôi. À chị thấy Thanh Hạ nha. Thôi 55 đi. Mới tin nè, dễ thương lắm. Bộ này 55 nha KT. 55 đang được thông báo nãy giờ rồi. Bo bo của bo bo nè. 55. Chậm cái gì thông báo gì chậm. Chắc còn anh nãy giờ dữ lắm mới là được thông báo. Quần nè mấy bà, quần này 52, 53 ký lại vừa trò đó thôi. Quần đẹp quá trời quá đất rồi. Quần này đẹp quá vậy. Quần này để là 55 luôn, lấy comment quần 55. Ngố 55. Ngố 55 giùm em. Đẹp lắm mọi người. Ôi không chốt mấy cái đồ, mấy cái đẹp không mà không chốt thì làm sao mà khúc dưới đồ. Gãy nhá. Mọi người đừng làm em gãy sống nha. Gãy sống là tụi em nhẹ quá. Body đỏ này cho em nhớ chị nha. Body đỏ nó có mút ngực nè. Trắng 30 cho Thùy đây. Một cái bên bạc nó như vậy. Đó, có mút ngực cho em nha. Màu đỏ body này để cho mấy chị 40. Body 40. Thôi body này. Body này nó bị. Không, body để 30. Body này mang còn nha chị Hoa Nắng. Body 30 là 90 ạ. Size S nha chị nha, S là S 46 kg đâu lại luôn á, mấy chị thấy không? Em 45, 46 kg em mặc vừa khớp vừa ngồi em luôn. Chứ nó bị ẩn comment đó mọi người, nó sao sao á. Chị coi comment mọi người bị chậm. Bây giờ tám máy rồi em không dám tắt loa em lên lại, em sợ mai vô. Chứ cũng muốn em, cứ ở sức em muốn tắt lại lần nữa luôn á. Nâu nè mấy chị. Nâu nè, xoắn eo này cho em. Nó có cái tát đá ở đây nè mấy chị thấy không? Trời ơi xuất sắc luôn á. Này mặc lên form đẹp lắm, nâu để 35 nha. Nâu này 35, 53, 54 kêu lại vừa nâu 35. Trời cái set 80 mấy không được, tức chút xỉu luôn á. Mai không đi đơn hả chị? Không á nha. Ừ, ngày mai là thứ 7 đi. Ừ. Mai đi đơn thì báo á chị. Đi vẫn đi mà chị nào báo mới đi chứ không có nhắn tin chốt. Ngày mấy chị caro là chứ tại vì ngày mai chốt. Cái xong rồi cái ngày mai đi đơn cái chiều và lại chọn thêm thứ 7 nó mới bắt lại đi đơn nó tội nghiệp. Tại thứ 7 là muốn đi hết đơn cho nó gọn á. Cho nên để dồn thứ 7 một lần luôn, có chọn thì chọn, không chọn thì cũng đi. Caro này cho em caro này để cho mấy chị tầm 48 49 kg loại vừa. Để mấy chị caro này 35 thôi. Caro đầm caro thì 35, kiểu cổ điển một tí á mấy chị. Chị nào lớn lớn ngu lớn lớn thì chốt mấy cái đó về mà. 35 cho em. Đầm nè. Trời ơi cái đầm này thì khỏi bàn luôn ha. Hàng đẹp luôn á. Vải đẹp luôn á. Đầm này để mấy chị 80. Đầm xanh thì 80 nha. Vải đẹp luôn á mọi người. Đầm xanh này 80 giùm em. 7 đi nha Nhung. 52 kêu lại vừa mà đơn Nhung đi rồi. Nhớ có không ta? Ủa chưa đi. Bé Mỹ Nhung á. Chưa đi không? Quần 55 cho Thùy đây. Gì mà chậm quá hiện trời. Cho lên nè mấy chị, lên trắng này cho em muôn thở. Chị thấy Thùy nha Thùy. À chị có chốt trắng 30 cho em rồi Thùy. Muôn thở trên đời luôn, chả bao giờ mà qua trend luôn á. Kiểu như vậy á, chả bao giờ mà cái áo này nó có thể mà gọi là bị quê á. Thì nó không có gì để quê luôn á mọi người. Nó quá trời quá đất dễ thương nè. Dễ thương muốn xỉu luôn á.
Cái len này để cho mấy chị mình 80cm nha. Len này đẹp lắm. Hứa danh dự lên hàng hãng. Ai design tóc cho chị Mai cái tóc xịn nhà Mỹ Nương á. Mỹ Nương á em. Set nè mấy chị. Set bộ nè, trời đất ơi, cái áo xinh xỉu luôn. Ủa vậy chị thấy được comment rồi hả? Nó thấy comment của Mỹ Nương hả? Ủa lộn của Katy à? Không thấy ai nữa hết, cũng như là Mỹ Nương à. Cho em coi lại cái đầm xanh đi chị. À chị thấy luôn nè, chị thấy sang sang nè, trời đất ơi, mừng quá vậy. Ai comment nữa cho em thấy đó mọi người. Nè, đầm đuôi cá, cấp chất ca tên mềm, cái này mày đang hot mà. Chưa, chị đi đơn cho em rồi, chị có hot em không chưa, chưa, sao? Chưa, chị, chưa. À, đợi, chị chưa đi đơn á Nhung ơi. Chị chưa đi đơn có Nhung. Nè. Chị dò thứ 7 đi luôn nha. Dữ luôn quá. À, em biết sao chị thấy được comment rồi. Cái comment mà nó có cái dấu tím này nè, chị Mai mới thấy. Đâu có, em làm có dấu tím. Em làm lòng có dấu tím. Dấu tím là sao vậy? Nhưng mà vậy sao chị thấy comment em? Chị mới chị thấy của sang sang rồi nè. Dấu tím thì sang sang ca ti là nãy giờ nó có cái dấu tím đó đó. Chị Nương, dấu tím là dấu tím. Mày thấy ghê không thấy hả? Quần 55 chị chốt cho em rồi nha Thùy. Xếp nè mấy chị cái quần nè. Rồi, dấu địa chỉ với em. Địa chỉ á. Nè, chị có cái quần nè. Em đi chưa? Quần Như. Chị không thấy. Sao vừa cái quần không chị Mai đã. Ơi không vô đó 53 cái đó lại thôi. Ê cái set này xinh quá vậy mấy chị. Set này cực kỳ đẹp luôn, set này để 70 thôi. Set này 70. Trời đất ơi đẹp lắm luôn, cái quần nó xịn giả mang luôn á. Em ở 70 cũng cảm thấy hơi tiếc đứt ruột á. À chị bị sót anh Nhung, không cảm nha. Bây giờ chị hơi lu bu á. Set 70 tiếc đứt ruột đứt gan đó. Áo phối nè, để mấy chị 35 thôi. Set 70 cho Hoa Nắng. Hoa Nắng ơi, em có số điện thoại của chị Hoa Nắng rồi á. Cảm ơn chị Hoa Nắng. Áo đó 35, 35-52 kêu lại vừa áo 35. Quần rằng ghi nè, bà nào quần này. Ê, cái quần này đẹp lắm nha. Mới tin nè. Cái này chắc size 48kg, 78kg á. Đó mấy bà. Trời đất ơi. Kiểu mà phó rồi cá tính một tí. Mặc chung với áo dây đen crop top hoặc là áo crop top mày để mình chụp hình ngầu ngầu á. Rất là xinh nha. Quần này size S á. Em đúng rồi, đúng S luôn á. Của Enly nè. Cái quần này em để cho chị em mình 55 new luôn á, 55 cho em nha. Quần rằng ri 55, kiểu là lâu lâu mình để làm phối đồ lạ lắm á mấy chị. Mặc chung với áo ống, áo ba lỗ hoặc là áo trơn đi, mặc thường cái áo trơn màu đen đó. Rất là hay. Đen hồng hết nha mọi người. Nhìn rất là hay nha. Quần đuổi nè mấy chị, quần đuổi lưng thun nè cho em. Tầm 55kg loại vừa. Em bị xỉn. 55kg loại okay, vừa. Ok bé Nhung nha. Đưa cho chị Nhung coi kìa. Quần này để cho mấy chị mình 45. Quần này 45 phải nói thiệt. Không có được cơ, ngại. Quần 45. Quần này 45. Phải sang nữa. À là đứng cái giữa đúng không? Sơ mi nè mấy chị, sơ mi loan nè, trời đất ơi. Chứ là chụp có thể là thẳng cái vai lên này kia. Ủa em giống như em ổn. Ờ chứ chụp này đụng mẹ. Áo này 70 đi mấy chị. Đi đơn sơ mi này 70, chưa đi. Chưa Giang ơi. Đi đơn ai là báo mà phải ok mới đi được nha mọi người. Sơ mi này 70 nha. Đẹp á. Sơ mi Galaxy. Rắn 30 cho Nguyễn Châu. Cái 30 là gì? Cái đó 30 là 30. Ủa 45 mà. Trời ơi, à Nguyễn Châu không có. Ủa sao nãy giờ mới coi được cái rắn 30 mà cái 18 năm, năm rồi. Năm sau bánh tráng hả? Năm sau bánh tráng thì ok. 10 đi ý ơi. Thôi để inbox chạy đi. Sơ mi 70 cho Nguyễn Thị Trang. Nhà mấy ơi. Bánh tráng thì đợi ngày mai chị đăng bài đi. Ngày mai đăng bài gom. Quần 45 cho Hồng Ngọc. Xét 70 em hết. Ủa có nào nãy giờ comment nó mới nhảy lên luôn vậy. Không tại vì bây giờ nãy cái áo lông à. Thấy màu rồi nè. Đàm chị Mai bận là 90 CS nha mọi người.
rồi. Ủa cái này dạ nãy giờ comment nó mới nhảy lên không ta? Ê mình cứ mình thoát cái đó ra cái mình vô lại đâu mấy nó. Comment mình thoát ra mình vô lại đó. Thì lúc đó mình lúc nó hay bị mất đó, hay bị lọc lên kéo xuống dưới lên coi. Cho mình em kéo hở một dọc lên coi cái nó làm sao. Có nhiều cái nó hay bị ổn lắm, hay không lộn lắm. Xin lỗi chợ gái thì Mỹ đất Nam mà cứ trùm lọc ha. Nè mấy chị, quần này cho em. Quần này cái chất của nó là kaki đuổi á, kaki đuổi bắt kia nha. Size S, S này nhỏ ký đi, S này 44 kg đâu lại đi. Em muốn hay nghĩa là 42, 43 đi, mặc cho nó xinh. Nếu người ta nói là sẽ 45, 46 nhưng mà với em thì 42, 43 mặc cho xinh. Tại vì bắt kia là phải rộng mới được. Nó xiết quá, mới tinh luôn, đẹp xuất sắc luôn á. Quần này để cho mấy chị mình 50. Em nói thiệt, bạn nào nhỏ ký á, chốt cái này cho em đi. Ai mà gầy gầy á, mặc rất là xinh nha. Chắc là bạn thấy nào chọt nha. Cái form đẹp lắm, cái vải đẹp lắm. Mới tin nè. Bán nhiêu quên rồi, 50 hay gì á. À trắng 30 hết lâu rồi á Châu ơi. Em reset máy rồi vô lại giúp chị nha. Cái này gọi là áo rắp lăng á mấy chị. Quần 50 cho Nguyễn Quỳnh Hương. Tai phói nè mấy chị. Bà lắng. Cái này nè, để cho mấy chị cái này 25. Form siêu to khổng lồ luôn nha, 25. To đùng. Cái này chắc như là áo này vải cũng đẹp lắm á. Bao nhiêu cái cũng vừa luôn á. Xét là cho em nè mấy chị. Hello mấy chị. Xét. Trời đất ơi hà, cái con hổ này nó dễ thương. Xét nè mấy chị, xét quần caro cho em. Xét này 75 đi mấy chị. Xét này 75 cho em nha. Trời đất ơi, xét này giòn. Chắc 55 cái quần phối với áo khác cũng được á mọi người. Cái áo mặc không cũng được lắm, đẹp lắm. Xét này 75, bình thường áo này bán 50 rồi. Cái áo phần này một tay lỏ nữa xinh xỉu. 75. Xinh xỉu. Cổ khung nha mọi người. Xét nữa nè. Xét không nhỉ? Nghe xét không nhỉ? Cái xét này hàng sớm. Trời đất ơi, hàng K nè mấy bà. Hàng K nè. Kiểu mà hàng thiết kế của xét 75 của Nguyễn Thị Trang. Trời đất ơi, xét này dễ thương lắm. Chị cột cái dây làm em chất đuổi mềm. Đuổi cực mướt luôn á. Trời đất ơi, cái quần nè. Xét này cái đuổi cực mướt quá chị nha. Xét này để cho mấy chị mình có 75 thôi. Xét cam này 75 cho em. Hàng, cái hàng nó xuất sắc. Cái chị mặc nó chịu khó cột cái nơ lại ra cái độ dễ thương của nó. Hôm nay đang hot mấy cái dạng set này lắm. Áo mà dây cột rồi đó. 75 comment cam 75 giùm em nha mấy chị. Ồ 75 cam 75 nha. Ôi giời mới kia cả làm quên. Comment cam 75 giùm em nha mấy chị. Comment cam 75 giùm em nha mấy chị. Trời ơi xinh xắn dễ thương quá. Hello, nhiều. Hello Kim Anh. Hello Kim Anh. Nè mấy chị 45 cái đô lại cho em. Đó. Chị thấy Ngọc Trâm nha. Thay vì em chỉnh nó nói em chụp lại với em. Không gian chụp lại nữa nha. Rồi em đây là phép cũng ok. Chắc ok. Nó cái hoa này cho em. Hoa này size S nha mấy chị nha, để cho mấy chị 40. Chỉnh nha, nhưng mà chị đừng có thử. Size S này 40. Đâu rồi chị? Chị sẽ thử. Là sao chị ai? Không hiểu. Cái chị nó bị đá ngang rồi. Thấy cái chừng chứ. Cái này nó cần thùy mị không? Nó cần nhẹ nhàng đáng yêu hơn á. À, nhưng mà cái vai là từ coi như là gần như là đồ của nó. Cái vai là đồ rồi đúng không? Ừ. Mà cái tay cầm nhỏ hơi xấu nha. Dạ ok, cái tay cầm em bé quá. Cầm thì bị xíu đúng không? Ok. Nè mấy chị, đầm body này cho em, body tay dài len. Body này để cho mấy chị mình 70. Body tay dài len 70. Body tay dài len này 70 cho em. Bình thường cái tay ngắn là thôi là em đã bán 85 rồi đó. Cái này tay dài bán 70 luôn. Trời đẹp xuất sắc. Len body 70 cho em. Thôi được rồi, có không có nổi đó. Em không có lọc nữa em. Dồn bên trên cho em. Ô cái này xinh xỉu. Xinh dữ. Ô nãy này xinh dữ gì trời. Bé Thảo chụp ảnh đó rồi. Bé Hiên. Bé Thảo chúc đơn. Bé Hiên. Nhà này nhiều người. Instagram Bé Hiên. Đó tên là mẹ trai. Ơ là gì? Tí xíu hả? Dễ thương quá vậy trời. Nó bị vàng vàng nhẹ nhưng mà cái này không đáng kể đâu. Không đáng kể nhưng mà cái này rất là xinh luôn á. Cái này để cho mấy chị mình 90. Sọc là 90. Sọc này 90. Lên like luôn đi. Còn rất tốt nè mấy chị, rất tốt nè cho em.
nó hơi nó cũng dơ nhẹ nhẹ mà nó rất là xinh luôn á. Nó dơ nhẹ nhẹ mà cái form nó, ủa nó dễ thương quá vậy trời. 40 em không biết nữa, nói chung là em thấy nó quá dễ thương luôn á, kiểu mà nó Hàn Quốc nhẹ nhàng kiểu gì á, mua cũng khó nữa. Gân mỏng nha, 40 cho em. Không ai chốt luôn, không biết có ai ở có gì, có thật là có khi là có người chốt mà em không thấy không, chứ em nhìn vậy em bị ức chế tinh thần quá, không ai cũng hết trơn. Ai đó chấm bài em vậy? Có Kiều Anh này, Thu Trang, Mỹ. Hai cha muốn chốt đơn cho đã không? Nhìn bực bội quá nè, không thấy gì hết nè, like như là giữa trời giữa đất vậy đó. Không ai nói, không ai nói chuyện rồi, đã đi còn không thấy đường mà. Trời ơi, bộ này mấy chị, bộ này để cho mấy chị. Ồ, thấy Trang Nguyễn chấm bài nữa, sao kỳ ta, sao không thấy ai giờ mà thấy có mấy người vậy trời. Ngồi chấm bài thường xuyên cho em coi, em thấy mọi người, nhưng mà ngồi lâu lâu em thấy được có người hay ngồi à. Đó, bộ này để mấy chị 30 nè, bộ ngủ 30 nha. Em thấy có mình Trang Nguyễn không nè mấy chị, khách sạn gì Trang. Thấy có mình Trang Nguyễn à. Ủa, cái này Kim Ngân nè, thấy Kim Ngân không? Em không, không. Đúng rồi nó bộ 30 52 kéo lại vừa nha. Ủa, có người coi mà sao kỳ vậy ta. Nè mấy chị, cái đầm này đầm ống nè, cho em có mút ngực nha, chốt là chốt kiểu mà cái chốt của nó là chốt nhũ như vậy nè, trời ơi, dễ thương xỉu luôn á. Size nó em coi có quần trâu không, nó không có quần trâu á chị, nó ngắn nha, này chắc 1m55 đổ lại á, chứ mà cao hơn là mặt sẽ bị ngắn á. Mà có mút ngực, đầm này dễ thương lắm. Để mấy chị cái đầm này 60 đầm này chắc size M á, 60 size M nhưng mà 1m55 đổ lại giùm em nha, cao hơn mặt bị ngắn á. Áo tiểu, cái này áo không mà ta? Dạ áo không ai, để móc cái áo. Áo này mấy chị, ơi. Áo nhung, trời đất ơi. Thấy chị Hoa Lâm nha. Oh my god. Trời ơi. Tiểu Cộng thư nương. Ở đâu đây? Công nương nào đây? Ôi xinh quá mấy chị ơi, xinh quá thì xinh luôn á. Cái này lúc nó là áo khoác luôn á mấy chị ơi. Đầm 60 cho Thùy Trang. Cái này em để cho mấy chị mình 110. Em cho mấy chị coi cái nơ của nó nè. Mấy chị không trầm rò cái nơ nó nữa thôi luôn á. Cái nơ nó là chất đó mà nó còn phối cái này nữa chứ, thấy không? Phối kiểu như thường á. Trời ơi má ơi, nó đẹp giả mang luôn á mấy chị ơi. Dễ thương lắm. Kiểu mặt phát nhung á. Nè, trời ơi. Mặt Đà Lạt là best. I'm the best. Cái gì? Có biết Hương có nha Quỳnh Hương ơi. Có Hương ơi. Nãy giờ có mấy người chốt thôi, nên em chốt cái gì cũng có. Quá 101 cho chị Bích Ly. Hello chị Bích Ly. Cái đó chị Bích Ly kiếm em hả? Nói gì, nó nói tao cái đó là gì vậy? Trang Nguyễn chút sao mà? Tao cái đó. Cha nhà chị. Mày chút sao rồi? Chút sao rồi? Nè mấy chị, nhung này để cho mấy chị. Ủa cầm anh có giá tiền mới chốt rồi chứ Trang Nguyễn. Ồ chốt hàng mà không đúng mãi nữa. Chốt hàng mà tao là sao? 20. Chú hàng là tao thế đó. 20, cái nhung này 20 á chị nha. Còn nhung 20 nè Trang. Lấy nhung 20 đỡ được không? Cũng nhung á. Mặc nhung 20 đám cưới ba chị. Lại đi chị ơi. Ủa sao giờ Kim Hồ em xem không được hả? Ức chế đó, em cũng ức chế giống chị đúng không? Con thấy comment đúng không? Mấy chị, em đang nghỉ mọi người luôn, 79 rồi anh xem này, bây giờ em tắt cái like anh qua cái lên mới 79 người này đi theo em được không? Không đi đâu, có đi không vợ? Mọi người có đi theo em không? Mọi người chấm cho em cái đi. Chứ bây giờ em like mà mọi người không thấy comment, em không thấy comment mọi người, em ức chế kinh khủng lắm luôn á. Mọi người có đi theo em không? Chứ bây giờ không thấy comment, mấy chị cũng không thấy bạn mua chúng mình đâu đúng không? Chị thấy Kim Ngân nha. Đúng không mọi người, mình không thấy nhau đúng không mọi người? Cái gì mấy chị có ổn không? Có đâu mọi người, thấy Trang comment mà mọi người mới kha ha comment đó mà. Chị ở lại đi kìa, chị đừng tắt. Vậy hả? Hồi nãy giờ có hai đứa theo, còn 78 đứa còn lại ở đâu? Thôi, có hai người theo à. Ủa đi, có hai người theo à. Thôi vậy thôi khỏi. Không, mọi người reset mạng lên đi mọi người, tại do mạng nữa mọi người mới đang ảo quá. Cái gì anh Trang Nguyễn bên đây cô gái Thùy Mỹ hả? Kỳ cục đi. Cái gì chắc nhỏ nhẹ vậy? Thì thôi không đi. Nè mấy chị, áo này cho em, áo đuổi mềm nha, tiểu thư. Chị thấy Ngọc Trâm nha, ủa nãy giờ em ôi, nghe hả? Ôi, xinh quá. Trời ơi, cái tai đó nè. Trời ơi, má ơi, cứu em cái này xinh quá, xinh rồi. Áo này để cho mấy chị mình, em để 70 luôn.
tại em bị ẩn lên xem á, kêu hồn chứ bên đây chỉ 80 người lận. Cực xịn giùm em. 70 nha. Cực kỳ xịn luôn, đẹp ơi là đẹp luôn á mọi người. Trời em bực bội quá, bực bội quá. Ok bác Trang từ nha bác Trang. Cái này à. Không được em không cứu được. Khó lắm, mấy cái mẫu khó lắm, bán được mấy vậy. Bán mấy mẫu dễ. Còn ủa, wifi nó bị mát rồi mọi người. Cái này còn tát này mấy chị nó. Kiểu tiểu thu như vậy nè, đó. Mặc lên cái vạt nó sẽ như vậy. Lên dáng mình sẽ như vậy. Xin không? Cái này size là chắc size S lắm trời. Em nghĩ vậy á. Để cho mấy chị cái đầm này còn tát nha. Để cho mấy chị cái này 50. 50. Ờ. Đầm 50, cái áo 70 em thề luôn á, rất là đẹp luôn á mấy chị, nó xịn. Xịn cực kỳ xịn luôn á. Nè mấy chị, quần này cho em của Red Car nè mấy bạn. Được á Thảo Hiền nè. Ơi cái gì thấy không, của Red Car nè. Xịn lắm luôn á, size M nha. Còn tát luôn nè. Trời đất ơi. Quần hãng á, quần len nhẹ nè mấy chị. Đó size M cho em nha. Trời xinh lắm mấy chị ơi. Quần này để cho mấy chị mình sống vui thôi. Còn tát luôn. Quần hãng nha. Còn tát luôn size M 60. Em sơ mi nè mấy chị. Trang Nguyễn ơi, người mẫu gãi rồi. Người mẫu gãi rồi. Rồi ok. Sơ mi caro bộ nào khó rồi. Không được, được rồi mới vậy được được. Ê kiểu mới bên hai mới. Là mình một tấm cho ra cực. Mình mới tháo mình mới. Có tấm nào cực tấm đó. Mình mới tập mà. Có nha Thanh Hạ, Thanh Hạ ơi chị lên từ từ nha, tại vì đụng nào lai đó. Sơ mi nè mấy chị. Ok đúng không? Sơ mi ờ. Ok mà, em thấy ok lắm rồi đó. Sơ mi nè mấy chị. Sơ mi. Ok Trần Phương nha. Sơ mi này để cho mấy chị mình còn tát luôn á, để cho mấy chị mình 65 thôi. Cái vải nó rất là đẹp luôn, lạ lạ, cái ô lên lạ lắm, trời ơi, nghe tiếng kỳ chứ mà sợ quá. 65 còn tát. Mai ơi. Mở là ngủ chị hai đi. 65, trời ơi, này mấy chị đầm ngủ cho em. Quá trời rủ rượi sexy, áo có đầm này có tăng đưa nữa. 65 cho Trần Phương. Có tăng đưa nữa, trời ơi, sexy gợi cảm. Để cho mấy chị cái này 40. Không, bé khác. Đầm 40. Bé Hiên, bé Hiên. Bé Hiên. Gì? Này là gì á? Tầm ngủ 40. Trắng này cho em, cái tay bị dơ nhẹ nè mấy chị. Bị dơ nhẹ bên cái tay áo đó chị. Làm 40 cho Thảo Huy. Để cho mấy chị 20 thôi. Mặt xinh á, 20 thôi. Thôi được mà. Ờ, muốn làm gì làm, được thì được thôi. 20. Cổ lọ nè mấy chị. Chị trả lời là bé Hiên. Cổ lọ này cho em xám nha. Để cho mấy chị cái này chị đưa cái nào vậy? 40. Cái bộ hồng á. Cái bộ hồng cam á, hồng cam. Trắng 20 cho Kiều Uyển Nhi. Cái này 40. Chị nói là bé Hiền á, em nghe không? Cái tay mày đứng đó hai đại. Mày kéo cái mày. Áo này size M, cái này chắc cũng em bé quá hả? Nãy xíu vậy. À không, cái này tính size S rồi đó mấy chị, nó nhỏ nhỏ như vậy nè. Mua để mặc kia áo quần jean bỏ vô quần rồi kia các kiểu á. S nha mấy chị nha, áo này để cho mấy chị mình 25. Vải đẹp cực kỳ, 25. Có thể là mua cho con mình mà mấy bé mà 5, 6 tuổi, 7, 6 tuổi đó đâu. Sao 65 hết nha Nguyễn Tú Anh ơi. 6 tuổi đủ luôn. 640 cho Hồng Ngọc. Thì kia mặc cái này thôi, cái này là chút mặc riêng ấy. Bởi vì không có phân biệt được này. Bộ xếp bộ này cho em. Xếp bộ màu xanh lá. Cái đầm em đang mặc vẫn còn đó nha mọi người. Ai hỏi em cái mấy chị cho em đỡ quê. Nè mấy chị, cái này cho em nè. Cái này chắc cục. À đúng rồi, chụp hình á thay thế vị trí của Thanh Mai. Thanh Mai không ai tập thể dục quá luôn. Lên cái Thanh Mai. Chị Thanh Mai bận rộn lắm mọi người ơi. Không ai Thanh Mai tập thể dục quá. Mày chắc vậy hả? Hả? À, hả? Chắc là vậy hả? Ừ. Chắc là vậy hả?
chắc nghĩ nó vậy á. Set này cho em nha, set này đẹp sau lưng cho mấy chị 45 thôi, dễ thương lắm á. Set này 45, cái màu trắng tươi. Nhà 5-6 người mà mỗi người 2-3 việc là Nhung ơi em thông cảm, hơi bận rộn. Set này 45 hơi bị đẹp luôn á, mà để sexy lắm mấy chị. Nhắn đâu vậy? Em kiếm chị ơi. Trời ơi, chị xin vé mà còn không được đó, bắt chút đơn này à. Thôi là chị rồi. Không có. 45. Đầm đen nè mấy chị. Kiểu nó như vài cho em nha. Lưới sexy cực kỳ luôn, kiểu cổ điển sexy á. Đẹp nha mấy chị nha. 50kg loại vừa cho em. Đầm này để cho mấy chị mình 55. Đẹp lắm mấy chị. Em để 55 thôi, tại vì cái kiểu nó hơi khó, hơi kén người á. 45. Chắc là người hậu quá. Họ đang yếu vô. Em đang khoái mặt đầm của mấy. Oh my god. Nó ngắn lắm rồi nè. À, nó dễ thương. Cái này là về TikTok rồi này, cái kiểu mà tình anh như sóng biển gì đó. Kiểu tình anh là lắc cái này là trời ơi đét luôn mấy chị ơi. Không sóng biển hay sao chị? Hoặc là cái gì á, cái gì đó, cái gì ta. Em chiều đùa em đi. Ồ, mấy cái làm lắc đít một tí á mấy bà. Bét xòe luôn á. Này để 85. CS nha, 85. Tình anh như xuất Mỹ là đại dương xanh có gì đó. Có nghe Phương Phương ơi. 85 cho em, size S nha, không có quần trong đâu. Thoải mái cho em. Giống Lolita hả? Ồ đúng rồi. Dễ thương á, dễ thương á. Váy chị Mai bận còn nha, 90 size S. Ồ, cứu chị Mai cái đi, thiệt không á, rẻ. 90 size S Trần Phương, chị chốt giùm chị cái đầm luôn em chị ơi. Chị thề luôn, có cho con cái vải nè. Đẹp cực kỳ luôn, cái này mà chị mà chụp hồi nó là chắc là trong mốt mẹ em thấy cái eo đó không? Trời đất ơi, à, đẹp cực kỳ. Tình anh như xuống biển em là đại dương xanh. Cái vậy không được. Nó rộng quá. Ủa thì mày quên. Không, thôi thấy không được. Lấy đầm chị comment đầm 90 cho chị vậy cho chị vô. À em chốt comment đầm 90 giùm chị. Nè mấy chị túi hobo, chị túi hobo gì á. Đó. Hàng thường thôi, để mấy chị cái này 60 thôi. Người kia mặc áo cam, người kia mặc. Mấy 90 cho Trần Phương ok. Cái này đúng không? Mà không xét không? Cổ họng nó xét cái này sao? Chụp đi. Chụp. Cái đó. Cực. Chụp cái dễ cho có. Không có là nào. Em muốn chụp cái khó để thử. Ờ, phải chụp cái khó, chụp cái khó trước chứ. Đừng có bận cái hồng nha. Dạ. Nè mấy chị, đầm này cho em. Đầm này phơm 52kg loại vừa nha. Túi 60 cho Trần Phương luôn. 52kg loại vừa còn tát nha mấy chị nha. Nè. Đầm này để cho chị em mình 50. Ừ. 50. Ủa cái váy tình như xuống biển mấy chị không chốt hả? Em thấy đẹp dữ lắm luôn mà trời. Có đầm nào. Không, nó qua đây. Ai chị lên từ từ. Ôm ở trên nó xẻ. Đầm đen 55 cho Ngọc Trâm. Nó xinh vãi cái đấy. Ôi đi mua chưa chưa. Nó đó. Hai. Ôi muốn làm Lolita luôn á. Xíu hả? Ra lại ra khoái. Nè mấy chị ơi. Để dành qua dịch rồi mình đi tiệc. Bét lắm. Đầm đen 55 cho 100 rồi nha. Tuần 4 tuần như vậy nè mấy chị. Có lúa như mày xinh lắm. Cái này chắc tầm 52-53kg lại vừa cho em. Có mút mực nha. Xinh ô là xinh luôn á mọi người ơi. Xinh lắm. Để cho mấy chị mình cái này 60 thôi. Nha mấy chị nha. Đầm chị Mai bận hết nha Hồng Gấm ơi. Trời ơi, cái quần này bét luôn mấy chị ơi, size M đó mọi người. Mặc chung với áo sơ mi trắng là nó lịch sự dễ thương lắm. Mặc chung với áo ống trắng á thì năng động mấy chị nha, thắt hai cái bính trời ơi, xinh lắm luôn á mọi người. Cái này để cho chị em mình 35. Trời ơi, mấy 60 cho Trần Phương. Em bán cái này 35 em tiếc xỉu luôn á, mà không biết phải làm sao hết. Tại vì bán ế quá mà.
cái quần mới tinh đẹp ô là đẹp luôn. Này cho em size M mấy chị ơi. Trời đất ơi à. Đẹp quá vậy. Rách đây à. Quần 35 cho Trần Phương. Quần này 70. Trời đẹp lắm đó chị ơi. Đẹp ô là đẹp luôn. Có nghe chị lên từ từ nhưng tại đồ nhiều quá chị không nhớ. Quần này rách bên đây. Trời đẹp á. Mặc cái kiểu mà hot trend trên trên TikTok á, nguyên cái hộ đây nè. Trời ơi, két luôn á. 70 cho em. 70. Hồng lên bán 60 hả? Hả? Thiệt không? Cái gì cũng sụp đúng chứ. Không lấy lấy cho mùa hả? Lấy lại đi. Cái xô. Xô này mấy chị, xô trắng nè. Xô trắng này chắc tầm 44 kg loại vừa. 44-45 kg loại vừa để cho mấy chị cái này 35. Cái này xô mềm hàng đẹp luôn á, 35 thôi. Không sợ chứ hiểu chị nhá. Nè mấy chị, lem này cho em, đầm lem body. Mất cái nút vòi ổn quá nhờ. Mất cái nút rồi. Mấy chị lấy cái nút ở dưới đây nè. Mấy chị mở ra, mấy chị mai lên chính chỗ này đi nha. Em để rẻ cái này cho. Bao xinh luôn mấy chị luôn á. Trời cái này mặc xinh. Cắt nút trên, tháo xuống đẹp hơn. Ừ, hay là cắt nút trên này tháo xuống cũng đẹp. Nút trên tháo xuống là okay. Tùy. Cắt nào cắt, 55. Ở đây đâu có cái áo phối nào đâu ta. Đây có cái áo phối nào đâu về. À, áo phối 35. Xin lỗi của em nha. Bị ốm quá. Xíu hận. Áo phối này 35. Tại trang nó không phải nằm ở đây. Áo này còn tám nha mấy chị nha, mặc sang cực. Đó là sang cực luôn, tại vì cái tay, cái phần tay nó với cái phần ngực của nó là sang cực kỳ sang luôn á mấy chị ơi. Size M nè. Quần 35 hết nha Tú Anh ơi. Size M, cái này áo này để cho mấy chị mình 65. Áo này 65 còn tag size M nha, hàng cực xịn. Mặc chung với này bát ghi này rất là sang luôn, đi tuyệt được luôn á mọi người. Áo 35 là cái áo phối đây nè. Áo 35 nha Trần Phương. Ôi, like tôi của mình Trần Phương coi hay gì á. Ai nói chuyện với em không mấy chị, mệt mỏi quá, mới nói chuyện với em. Khổ quá. Nè mấy chị đầm ren nè mấy chị, ai nói chuyện với em cho em thấy thôi, em không thấy ai hết vậy nè. Lúc thấy lúc không. Nghe giọng là biết rồi liền đó thôi. Nè. Trời đúng coi. Giọng lên like như là một con bê đê. Size S vậy đó mọi người. Size S cho em, có bút ngực nha. Để giấy đầm này cho mấy chị mình 65 ngàn thôi. Cái này mới đầm thiết kế không mấy chị mà tại vì 65 cho Hồng Ngọc. Bên em không có chuộng á, chứ không phải là đẹp lắm luôn á. Size 65. Cái giọng nói không thể lẫn đi đâu được. Đầm này 65. Áo đỏ nè. Đẹp kheo. Trời, chuẩn tử quá, không lựa được. Xem từ từ nha, Nhật Phụ. Tại nhiều đồ lắm. Để có đồ để chung mà. Cứu chị đi, đừng bỏ chị. Em ơi, xin ở lại. Ở lại đi. Ôi, cuốn nó lạc nhịp quá. Hát nói chữ. Trời mua đồ đi chứ để nó nhà bốn đứa chơi cả chữ mệt lắm. Nào đừng có đá giờ vậy, đá lên. Không, mẹ em không chụp chân. Dạ. À, đâu, đây, chụp gì này chứ luôn. Không chụp chân hay cái này camera hưởng á. Nào đi, chị xin cử đi. Không, tao mặc cái áo này nó bị hư rồi. Áo nào 65 hết nha Thảo Hiền. Cái này chốt rồi đúng không trai? Cái đó mày mặc ở ngoài cũng dễ thương mà. Cái lưng của mày mẹo. Đây 65. Nỉ đi mấy chị, nỉ trắng này cho em. Mày muốn em đi như vậy được nha. Mày chỉnh đốm lại đó, chứ tao thấy nó ấy lắm rồi đó. Nỉ này 49-50 kg loại vừa nha. Nỉ này để cho mấy chị mình 45. Nãy này 45, cái nó mày bị cơ địa là phải chắc phải tập á. Nãy này 45. Ok Thảo Hiền nha. Ê nó có váy với áo. Váy gì? Đây là cái áo đúng không? Thì giờ em thử gì vậy chị hai? Cùng kệ cho tao bán đi chứ tao bán cái váy cho. Mà giờ hai người chốt luôn má. Ai? Váy gì? Em thử chị ta. Em nè. Áo 65 là áo 65. Em nè là em nào? Áo 65 là thế này nè, thì bán cái nó đi, chú tao bán cái chân váy riêng cho. Chứ giờ sao? Giờ
gì? Châu tách tao bán cho mấy riêng cho. Dạ, cái này gì nữa đó chị. Ông thì chốt sao nó? Chị chốt hai cái sao làm gần nhau bây giờ. Cái áo với cái váy mà. Ừ. Để thử cái áo này nha. Váy 65 cho Trần Phương nè. Áo áo nâu 65 dồn đơn cho Thảo Hiền. Ok. Ok Trần Phương chị chốt rồi nha. Đồ của Trần Phương. Với áo với váy khác nhau mà, cái mã khác nhau mà. Cái gì lộn xộn với tao. Thảo Hiền Water Meter, cái này là máy phun. Thì nó cùng giấy mà nó là cái áo với cái váy mà, phải có comment mã chứ. Liên quan gì? Bên cái này còn xài được á. Phun xương, máy phun xương. À ok, Đồng Phương có váy. Chị thua quá vậy? Của Thảo Hiền. Máy phun áo là của chị. Không nào, cái ok, em thấy nghĩ là bỏ nước còn xài được á, tại vì thấy nó có hơi nè. Kiểu mà mình xài phải lắc 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 này lên một tí cho em nha. Có hay sạc cho mê luôn. Để cho mấy chị cái này 40. Sao làm cô nâu của em á Hồng Ngọc. À mọi người comment màu giùm em nha. Nó bị dính mã mọi người. Mày đâu có áo mà 65, mày cái áo nó đâu. Nhưng mà cái nâu gì. Ok lỡ tôi đầm với tự nhiên. Nè mấy chị túi này cho em nè, túi này size 18. Đó. Chà leo size 18 nha. Cái này dễ thương á. Basic dễ thương. 40 thì thôi, chị thu trời. Đó, cái này để cho mấy chị mình 55 thôi. Trời, cái làm ví tay cũng được nữa. Chứ là cái mẫu này dễ mang cực kỳ. Áo của em á. 55. Chị chốt em rồi. Nó bị lấn cấn, hơi lấn cấn, không nói xin lỗi mọi người nha. Hơi bị cấn. Đuổi nó. Nó nghĩ đâu chị em đuổi nó. Túi 55 cho Nhung. Đỏ này cho em nè, rớt tay nha mọi người nha. Đỏ này rớt tay. Nhung cặp với chị, Nhung chị cũng có cái giống ống xu như vậy. Xinh lắm mấy chị ơi. Xếp thì xinh nó xếp đỏ. Xếp đỏ này để cho mấy chị mình 55. Xếp đỏ này 55, lấy comment xếp 55 cho em nha. Form 52 kéo lại vừa luôn. Tại cái đậu xe trước nhà tôi bị bất tin. Chị đọc lộn của em á Hiền ơi. Tại hai cái 65 nó gần nhau á. Áo này cho em ra, áo Hiền nè mấy chị ơi. Áo này để cho mấy chị mình 35 nha. Áo Hiền này 35, 52 kéo lại vừa. Hơi bị cấn, xin lỗi mọi 52 kéo lại vừa 35. Cái này có quần trong mấy chị nha. Cái này có quần trong, cái chân váy của nó rất rất là đẹp luôn. 50-52 kg ha, 50-51 kg đi. Xinh nè mọi người. Nó 50-51 kg lại vừa. Có quần trong nha, 50. Chân váy 50. Quần này mấy chị. Quần này cho em. Hối viền như vậy, chất dày dặn đẹp lắm. Đó, quần này chắc 52 kg lại vừa luôn á, chất lumi. Quần này để cho mấy chị 45, 52 kg lại vừa luôn nha, quần 45. Quần 45. Set áo này cho em, để set áo này cho mấy chị mình 40 thôi. Ở trong là cái áo ống. Ở ngoài là cái phát nhẹ như vậy, để 40 thôi, nào dữ luôn á. Em có set này màu trắng nè. Ủa, từ đâu người ta bán mấy ngọc này. Cái này là có thể set áo màu trắng viền đen. Nhân váy 50 cho Hồng. Nhân váy 50 cho Hồng Ngọc. Có bán không? Có. Cho mượn thôi. Em xin giai bán cái chị hai chấp nhận. Ủa, em hề luôn á. Mà có những câu hỏi như nó có lấy tiền cái đó đâu. Chị Hồng chưa hiểu đâu. Có mà. Em chị hề còn. Lấy tiền tờ giờ chưa giờ tờ nãy. Không có. Body này cho em. Body hồng bẹt vai như vậy nhúng. Trời ơi đẹp quá vậy. Trời em có set áo màu trắng như vậy. Chị hả cô. Cái này 65. Cái này 65. Body hồng này 65 cho em. Ủa mà cái set áo nó màu xanh. Quần thể thao này mấy chị ơi, quần này quần nỉ nha. Quần này quần nỉ, nó là ống suông nhẹ chứ nó không có bo. Nó có chạy viền, cái viền này tối là sẽ dạ quang nè. Đó, thì này sẽ dạ quang vào buổi tối á. Cái quần này để cho chị em mình, trời dễ thương không vậy? Để cho em mình 55, quần này 55. Quần này 55.
là tiền mẫu như là quần hay là áo cho em. Trời ơi. Nè mấy chị, đầm này cho em. Đầm này kiểu đắp chéo ngang ngực á. Đắp chéo ngang ngực á mọi người, form tầm 48 kg loại vừa nha. Nè. 48 kg loại vừa cho em. Phía sau dây kéo. Đầm này để cho mấy chị mình 50. 48 kg loại vừa đầm 50. Cái đầm đó mặc xinh đó mọi người, mà tại vì khách em nhỏ tuổi đó, nên là em bán cái đó rẻ rẻ cho mấy chị nào. Cái gu đó thì mình chốt được giá rẻ. Bẹt vai hoa vàng nè, dễ thương không? Bẹt vai hoa vàng này để cho chị em mình 60 nha, mặc rất là xinh luôn á. Cái phần nhún đầm 50 cho Thảo Hiền. Ngay ngực như vậy nè, trời ơi mặc lên xinh lắm á. Đó, em để 60, đầm hoa vàng này 60. Nè mấy chị, sát nách. Trời ơi, đen năm nay đang trên sát nách á. Sát nách đen. Đó, để cho mấy chị cái sát nách này 35. Sát nách này 35. Nâu này cho em, nâu tai bèo. Đầm 60 cho Thùy Trang. Nâu tai bèo, dễ thương quá rồi. Để 45. Nâu tai bèo này 45. Dễ thương quá rồi mấy bà ơi. Hoa vàng 60 hết nha Thanh Nhã. Thì lệnh lấy sang nách comment giá tiền giúp chị nha. Sơ lấy mi. Đen comment đen 35 giúp chị nha. Sơ mi nè mấy chị ơi, sơ mi này để cho mấy chị 40 nha. Sơ mi tay phòng nè. Caro, trời ơi, bé ba rẻ. 40 cho em. Áo này có nón nè, 52 kia là vừa dễ thương quá trời, vải cũng đẹp nữa. Dễ thương quá trời luôn á. Để mấy chị 20 luôn. 20 nha, hồng 20, sọc hồng 20 cũng được em trả luôn nè. Mà dễ thương mà, có lớp tốt. 35 cho Nguyễn Thị Lĩnh. Dễ thương quá trời. Phương Phương lấy sơ mi, comment sơ mi 40 giúp chị nha. Cái này 20 dùm em. Lĩnh đó hả? Lĩnh ghé. Bé Lĩnh đó. Nè mấy chị, áo này cho em kiểu mình. Cái này là cái kiểu vừa sexy mà nó vừa dễ thương á mọi người, dễ thương lắm. Bèo bèo ren phó như vậy nè. Trời đất ơi, dễ thương ghê luôn á. Dễ thương ghê luôn á. 52 kéo lại vừa nha. Dễ thương quá rồi quá đất luôn. 40 luôn đi mọi người. Cái đen nó 40 đi, mặt xinh lắm á mọi người. Mặt nó rất là xinh luôn á. Đen 40. Đầm chị Mai bận hết nha. Ồ, để chị Mai kiếm. Cái này có cái này để chị Mai thử không ta? Muốn thử kiếm trễ vai đúng không mà nó không? Thôi nha. Mất dạy nha. Không. Ủa chưa, em chưa bỏ cái gì luôn á. Không. Em xin lỗi. Em mới chị chưa? Đổi này cho em sát nách. Nó cái cổ vét như vậy nè. Trời đất ơi. Ủa cái áo không là cái kiểu mà em thấy nó năng động dễ thương kiểu gì đúng không mọi người? Cái áo mà hai ghé địa chỉ trên ảnh bìa giùm chị nha. Chị có ghim á Lĩnh. Dễ thương quá vậy. Ảnh bìa phải mặc với chân váy. Trời đất ơi xinh xỉu luôn á, có quần trong. Cái này size 48-50kg loại á. Em 40 cho Trúc Hà. 50kg đâu loại á. Ê dễ thương dữ luôn á rồi. Khúc rồi. 55. Xét này 55. Cực dễ thương. Hả chị hai ngồi chị hai nói em không nghe để. Ê, cái áo này em cũng bán 55 được luôn á, chân váy này em bán rồi đó, nhưng mà cái sách này em bán rồi bán được giá cao hơn á. Ờ chiều với Trang nó lỡ bán 55 thì em mách lại giá cái cũ á. Thiệt. Quá xinh. Đầm này quá cái sách này quá xinh luôn á, mấy chị mua cái gì tách rồi nè. Mà cũng đẹp nữa. Cộng like này không được thì mới đi thử chứ cảnh thì cắm. Tại này mấy chị, đầm hoa này cho em. Đầm hoa nha, có mút ngực, tay phòng. Set 55 đó. Cho Thùy Trang. Mấy chị mặc, mấy chị cột cái dây lại phía sau cho em. Con đĩ mẹ mày trù vừa thôi. Người ta đã mua rồi, bây giờ mày trù. Trời đất ơi, má ơi nó xinh. Ê nó là zoom luôn á mấy bà, nó là zoom luôn nè. Ủa zoom vậy? Đó, 70. Hoa 70. Đó nãy con bé nào đâu. Con bé nào nói hoa gì đó. Này là 54, 54 kg lại vừa luôn á, 54, 55 luôn á. Mà 40 kg mặc cũng được, tại vì nó có bột eo á, 40 kg mặc cũng được. Đầm suông này mấy chị, đầm suông này cho em. Còn tát luôn nha. Để cho mấy chị cái đầm suông này 270 cho Mỹ Nhung. 35.
Cầm xuống nó 35. Không thấy comment, không nói chuyện tầm phào với ai được, phát chén ghê. Nè mấy chị, trời ơi, chân mấy thơm à. Cái bãi mút ruột luôn, đẹp giả mang. 47-48kg lại vừa, 47-48kg lại vừa. Ôi xinh kìa. Cái sách gì mà vải đẹp đẹp với người ta. Mặc lên chắc đẹp lắm á, mấy chị size S cho em nha. Sách này vải có 70 à. Ôi đẹp xuất sắc. Mặc bỏ vô quần cũng đẹp. Sách này 70 nè. Cái vải đẹp lắm luôn á. Vải đẹp cho mấy chị nha. Không được em chụp. Tạo độ khó cho bé hiên. Tùy nha Phương Phương, giờ chị bóc trúng cái nào like cái đó chứ không, chị không biết sai lợm em cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu hết đó. Lột đồ lộn xộn bé ơi, chị kiếm sai lợm, chị kiếm tới ngày mai hết mới hết cái like luôn nè. Vàng này cho em là chữ theo. Để cho mấy chị cái này 30 nha, cổ bẻ 30, thôi 325 luôn đi mấy chị. Vàng rẻ 25 luôn. Lấy cái đầm nào dây 70 cho Trần Phương. Lấy cái này mà dây mà khó không thử người ta. À, mấy chị muốn em thử. Mấy chị muốn em thử cái set 80 này hay là mấy chị muốn em thử cái đầm 80 nha. Đầm này 80 nè. Mấy chị muốn em thử không hay mấy chị muốn em thử cái set 80? Nói đi em thử cho. Em chỉ thử mấy cái em chưa bán được thôi chứ mấy cái mới thì từ từ. Đó, có hai cái này nè, mấy chị muốn thử cái nào em thử cho mấy chị coi. Coi nào đang địa mọi hai cái này em muốn thử thì em thử cho coi. Comment đi. Cho kiến có tương tác miếng. Vàng 25 cho Ngô Kim Chi. Trời đất ơi, cái này dễ thương quá nhở. Siêu dễ thương quá, siêu đáng yêu luôn á. Vàng sắc nách thôi. Dễ thương quá mấy bà ơi. Cực kỳ năng động luôn á. Để cho mấy chị cái này 40. À, em thích lắm luôn á mọi người. Cũng được. 40. Có gì nữa đâu chị Nương, hết rồi. Xem 80 lạnh nè. Thử hay là kêu, phải kêu thử hay là 80 thì trang. Ủa thử hay chốt vậy? Chốt mày. Chốt phải không? Hay là kêu chị đi thử cái đó vậy? Nè, áo nè. Áo này để cho mấy chị mình 45 thôi. Form siêu to khổng lồ luôn, hôm bữa em bán tới 60 luôn á. Giờ em để 45 rồi cái tay nè. Trời đất ơi. Dễ thương quá trời ơi đất luôn. Thì chỉ có mấy cái đồ đó em like em lái, em sửa hết luôn đi. Lỡ chụp thì chụp luôn đi. Chụp mấy này đúng không hả? Ừ. Mấy cái gì đây đúng không? Mấy cái để riêng để chụp á. Dạ. 45. Cái nào khó quá thì để ra đi. Chị thấy em nha Thu Trang. Nó đang bị sao sao, mọi người không có coi được comment của nhau. Ờ, chị không có coi được comment của mọi người đâu. Mà chỉ có hệ thống chị thì nó coi được nè chị mọi người. Cái hệ thống thì nó sẽ lọc được comment nè. Mấy chị vẫn nhảy comment nó bình thường như vậy nè. Đó. Mình phải coi hệ thống chứ em thì em không thấy mọi người nói gì hết trơn á. Chốt nha, ok. Chị thấy hết tất cả mọi người luôn á. Nhưng mà kiểu mà bên luôn thấy chứ chị thì chị không bó tay. Có người mua, nhưng mà tại mọi người không thấy kiểu vậy á. Không thấy nhau á. Kiểu vậy á. Cũng rầu, biết làm sao. Chị đem đi thử cái, có người chốt cái đó rồi vậy đi thử cái đầm cho ha. Em thử like cái này, cái em thử cái đầm cho em. Phải chừng giữa cái đống này, cái nó nhả chứ. Nó ấy cây like á. Nè mấy chị đầm xuân tím này cho em. Để mấy chị mình 40 nha. Nè phía sau hình chuột nè. Đó để cái này 40. Rồi em đi thử cái đầm xanh đó cho. Giờ chưa nhận nó lĩnh ơi. Nó đầm lắm thôi, nó không hề có cái quần luôn á. Ui thay thay. Ừ nó hơi quần được. Trời ơi, có quần này dưới hương lắm luôn á. Lâu quá không đưa qua livestream nữa thôi. Em hả chàng? Thì đó, không có rất là nhiều hướng dễ thương hơn như vậy nữa. À. Thêm nhiều. Để coi mà mặc quần gì trời. Chị đưa kiếp cho em quần nhà đi. Chị đưa nghĩ đáng thương là bụi. Nãy giờ chị hai không có thải cái quần nào ra mà còn hết á. Cái đó bận với cái váy cũng được. Váy đen á. Bị chậm quá không mà phỉ mà chịu không thì mẹ nứt na mẹ ăn cướp luôn
nó ngắn lắm chị ơi. Nó ngắn quá. Nó này ngắn quá, thôi em để 65 thôi. Em tưởng nó dài mà thấy nó ngắn quá, em không ok nha. 1m55 đổ lại đi. Ngắn mụn. Ồ, nó ngủ mà sao đó. À, em cũng không có thấy được comment của mọi người comment lên. Sao nó ngủ như thế vậy ta? Ồ, nó nhỏ quá à. Nó xíu xíu à. Muốn mặc cái này, muốn mặc cái này. Mặc thì không có like được. Không có vô tay. Sao có vô tay được đâu. Xuân 40 cho Tú Anh. Đi theo đặt cái này với ta. Cọc như ta. Cọc ai? Đuổi về đây, em tự chốt đơn đi luôn. Mày làm đơn đi. Ồ, mình chỉ thấy được comment của mình, comment trên like của em thôi mọi người. Em cũng vậy nữa, máy em đầm trắng rồi mấy chị, đầm công chúa. Đó. Mặt là kiểu đen trước ngực như vậy nè, đúng công chúa luôn. Đẹp lắm á, size này chắc 48-49kg đổ lại á. Không không không, cái này nó đen mà. Em nghĩ là 50kg đổ lại được luôn, 50-51kg luôn. Đây là mày đẹp nha. Đây mày để cho mấy chị mình 80, để cái này mày xuất sắc á. Làm thiết kế nè, 80. Đàn này 80 cho em. Cái này ăn phở quá. Lâu quá không có ăn. Hàng gì? Ăn phở. Big size mấy chị, cái này size to đầm các hàng nha. Size to đùng. Cái này chắc tầm đàn này của người lớn luôn á mấy chị. Đàn này chắc 70kg nghỉ dừa luôn á. Đàn này em đầu sáng có bán mà em để 40. Em để 40 chứ không có đàn ở câu. Chị thích ăn chỗ nào đó. Ở nhà gần mấy con đòn á, phở số 5 á. Phở ông mùi á. Rồi, cái tên là phở số 5. Cái đèn ở đó. Phở này mắc 45 nghìn tô. Mắc như quỷ, cắm như cái phở. Mua điện thôi. Thế thì em thấy thấy được hiện đó là xấu. Thấy em nghĩ là chữ chứ đâu có sát nè mấy chị. Gặp ơn á. Trời đất ơi. Làm 40 có người chốt rồi á Hiền ơi. Cái đầm 40 là em để cái, em để cái nào vậy? Chị thấy cái nào ở đây mà? Cái nôn. Em để cái nào là 40 vậy? Chị bận là gì? Chị bận là nào? Chị đang bận là gì? 65. Xếp yếm nè mấy chị. Xếp yếm này cho em. Size M nha. Không không, cái yếm này nó to. Còn cái áo kèm theo này nó nhỏ. Đó, em để cho mấy chị cái set yếm 75. Yếm này 75. Áo này kèm theo không, chị mặc mấy áo khác cũng được. Có màu xanh. Không, cái này đuôi cá, không có ngắn. Chất bố dễ thương lắm. Cái đó người lớn mặc nó vậy, cái đó đúng người lớn luôn á, không có không. Cái này là gì? Khẩu trang hả? Dạ, khẩu trang. Set 5K. Nhưng mà nhìn nó mắc cười. Chứ có đơn, ai có đơn tặng nhưng mà. Trời ơi, cái túi này hồi lúc trước con Trang nó mang nè. Quá trời bà hỏi luôn. Select K á. Hơi bị xịn, túi này chắc F1 á. Xịn sò quá nè. Hơi dơ về lao lại cho em nha. Cứ xịn sò. À ok mấy hiền nha. 80 đi. Từ từ. Ừ. 80 kéo dài người ta một xíu nè. Kéo dài cơ thể mày á. Còn anh đạp 40 lại gì chị nha Hiền. Dạ. Có gì đâu. Cái gì tao thử không trời ơi. Đủ 80 cho Trần Phương. Gì đó vậy? Thanh xuân tươi mới đó. Có quần ở đây mặc không ta? Quần chị đâu. À, có cái quần dài tâm tức quá tụi bé. Ok bé Hiền nha. Chưa bao giờ bạn mặc la mà thử quần dài luôn, để ra thử quần dài. Quần dài đen nãy. Thử nha cho mấy chị coi.
Đem mãi đẹp ngắn quá mấy chị ơi, nọn hồi chút. Lô hàng. Thôi cột cái lên. Không được mà phạm đi chứ. Chưa, không biết gì bạn phạm. Chưa phạm ơi, bữa hổm em nói em bị cách ly á. Bữa hổm nói cách ly á, chị chưa đi đơn em nha. Tại biết tại sao mà mày nó không có đơn đi à. Đơn nhà mày cũng tính không phải nhá. Không, no. Là đơn một bự bự lên tiếng tại có đơn bằng bạn nữa là chị đó nhắn là cách ly á. Thì thầy đây giờ là em đợi chị đó để nhắn em ấy. Em là bad girl. Nữa tới rồi. Ủa, nghe thấy cái bộ đồ. Quần đẹp á. Quần xuất sắc luôn á. Bạn bán có 70 mua, giờ mặc lên bán 80. Mà 47, 48 kéo lại vừa cho em chọi bét luôn á mấy chị ơi, quần này 80 nha. Đẹp quá à. Áo hủ sao cái áo 80 một lên nhìn nó chát chá quá vậy con. Không được, không hợp hồn hợp với hồn, nghĩ không có người không có hợp với hình tượng mắt gơ gì chứ. Trời, dài tập thể dục vài bữa còn ghê hơn nữa chứ không phải là vậy đâu nha. Ừ, ai nói gì? Nhung khen dáng đẹp. Đợi đi, chị Mai chuẩn bị compress. À, dễ thương nhận cái bài. Cái gì bậy? Có lộn, mấy bạn. Ủa dữ gì? Chị tôi bay. Dễ thương nhận mấy bạn. Nè, ôi chữ theo nè. Trời đất ơi. Ôi, bè. Thôi khỏi đi, nó còn nó lấy, nó kêu nó lấy chị. Doraemon. Ta 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 rồi mấy bà. Áo này dễ thương quá. 65. Áo chị Mai mặc bao nhiêu? 40. Lấy áo Mai bận cầm anh áo 40 giùm em nha. Không biết có mặc ngược không mà sao cổ sắn trũng không biết chứ. Không cái kiểu nó vậy. Nhưng mà hợp với cái quần thiệt á. Hay á. Trời ơi coi, tôi là bắt girl mà trời. Phải không? Đúng rồi nó ơi. Không như bát chứ sao. Áo 65 nó đẹp xuất sắc. Hùng 65 cho Kiều Yến Nhi. Nè mấy chị, cái áo tay dài này cho em để cho mấy chị mình 20 thôi. Tay dài này 20 thôi. Áo 40 cho Nhã Tú. Ok Nhã Tú. Có áo nào thì thử đi. Nên có nhiều áo lắm. Cái này à, chắc mà tương cách bất ngờ. Tôi mặc áo len. Áo len này 80 này mặc phải mặc thử ra cái form mới được, tôi bán không được cũng hơi tức á. Nên là phải gom. Biếm chị thắt nha tôi. Bét gơ theo biếm. À mấy chị bét gơ Hàn Quốc dẫn thắt biếm nha mọi người. Người ta lấy mắt biếm người ta kẻ mắt bên mèo mấy má. Bét gơ Hàn Quốc dẫn thắt biếm nha. Người ta thắt biếm người ta kẻ mắt mèo mấy má, không biết chị trơn á. Ờ mà cái áo này nó không có hợp với lại cái quần bét gơ này lắm. Ý mà hợp em mới phát hiện ra mặt màu trắng mà nó. Trời ơi gái Hàn Quốc. Ừ. 80 cho em. Xinh, xinh lắm á mọi người. Cái này mặc chung với lại chân váy thì chưa là xinh. Dễ thương quá. 80 nha. Để cởi ra. Cởi xong đi ra luôn cái áo. Ở trong là ăn cướp luôn. Từ từ. Son phấn có dính vô áo người ta không đi. Không. Đã bây giờ hỏi giờ. Bạn có hai cái kia. Bạn ok bé Phạm nha. Mua đi, thứ bảy chị đi đơn luôn. Đã có hai cái rồi còn thêm một cái quần. Em mừng khác mua đồ. Mua đồ ăn mừng hết cách ly đi em. Cái quần này đẹp quá. Chị đó chủ sẽ hay chị kia giống như mặc đồ trắng hồng. Cứ cái bên là cái nến lung linh hả? Còn mua một cặp, một người làm giữ làm thứ sự. Cái này xác rồi. Sao làm hết nãy giờ rồi mọi người. Còn anh có mọi người bị chậm rồi. Cái mồi nó có nhà sao làm ở đâu, cái đồng sao làm mà. Em
Mấy chị chân váy này trang, chân váy trắng có hai túi hai bên nha. Đó, chân váy này mặc cái len nó đẹp á. Chân váy này để cho mấy chị mình 40. Có quần trong không ta? Chân váy này 40. À hả, ba đi đơn hả? Không dồn thứ bảy đi hả hả? Có quần trong luôn. Chân váy 40 có quần trong. Đầm bèo nè mấy chị. Đầm này tầm 52-53kg đổ lại vừa nha. Cánh tiên bèo bèo như vậy nè, nữ tính dễ thương lắm. 60. Đầm vàng 60 nha, nữ tính dễ thương vô cùng. 52-53kg lại vừa. Nè mấy chị, cái này cho em xét nè, xét màu xanh, cái màu xanh quá trời ngọt luôn rồi đó mọi người. Cái màu xanh quá trời ngọt luôn á, ngọt quá trời quá đất luôn rồi. Với cái áo, áo thì đen hot mà, áo kiểu Mai Phương Bùi nè. Trời ơi, coi rồi chị á. Rồi ok hả. Mai nhắn tin chị cái nha, chị sợ bị. Còn tát luôn, 75. Còn tát luôn cho em, 75 ngàn. 75 cho em, còn tát luôn nha mấy bạn. Trời ơi. Chị nào, chị nào mang hai mang ba ta đâu vô đây. Chui vô chốt cái set xanh liền cho em. Xinh quá à. Em cao lại. Ngố nè mấy chị. Ngố mờ mờ nè. Ngố này size mờ quá. Size 75 cho Trần Phương. Ngố này size mờ nè mấy chị. Ok Phương. Nè. Hồi chiều chị lướt Facebook cái chị thấy bé kia bán cái kính, cái chị tính vô hỏi giá, chị thấy còn Trần Phương hỏi giá, chị thôi chị ngại quá chị đi luôn, không kêu không ghé vô luôn. Lần đầu cái tính mua đồ thấy khách mình nó cái sợ quá cái trốn luôn. Nè mấy chị, cái này size M nha, quần này để mấy chị 45. Thấy mua hỏi cái kính Mai Phương Bùi á. Chuyên chỉnh hình, hỏi cô rất bơ nó không biết. Biết để người ta thấy mình xịn. Ôi, dễ thương quá chị đây. Ôi lộn, dễ thương quá nha mấy bạn. Ôi, cái này thùng dạng mát. Thùng dạng mát nó đẹp lắm á, 50 cho em. Ôi, đáng yêu dữ luôn á, 50. 50 nha. Dễ thương quá. Đẹp không cha nào luôn hả? Ừ. Đẹp kiểu khác. Ngô 45 cho Thanh Hàng. Em thử cái này nè. Em thử cái này giờ chung với cái quần em mặc được nè. Cái này dễ thương nè. 40 thun giấy. Thun giấy nha mấy chị nha. Cực xinh. 40. Không được em thử cho. Áo nơ này mấy chị, nơ nhũ cho em. Áo nơ nhũ trước ngực nha. Cái này chắc tầm size S thôi. S nhỏ, S này 46kg luôn á. 46kg lại luôn á. Áo nơ này cho em, 46-47kg. Không có mút ngực. Quần chị Mai bận size mấy vậy? Nơ này, áo này 40. Cái quần nó ghi là size M mà không biết sao chị mặc vừa nữa. Chị nghĩ nè. Không ổn mà chị mặc rộng. Chị mặc rộng nè. Có cái... coi dạng chút xíu nha mấy chị. Nên là cái này xem mờ đó mọi người, 48-49kg chắc được á. Coi giãn mà nè. Chị mặc rộng. Lấy cái quần này là 80 nè, đẹp lắm. Áo trắng chị Mai hết nha. Nè, cái này cũng hợp với em á. Đó, mai em tỏ phong cách mặc cái này nào cũng hợp á. Cái này để cho mấy chị mình 30. Cái này 30. Dạ. 30 cho em, áo trắng tay dài đó 30. Wow. Xinh quá. Set đang hot nè mấy chị. New tát luôn. Cái này new tát luôn. Để mấy chị 90 thôi, hôm bữa em chụp bán tới trăm mấy luôn. Cái này 90 cho em. Bữa bán tới trăm mấy luôn, không nhớ nữa. Giờ để mấy chị 90 thôi. Để em thử cái áo đen. Thế chính là cho Nguyễn Kim Ngân.
đất coi dễ thương quá, chắc để lại không có bán gì trời. Sao cái dễ thương vậy mà không mua, cái nút này có thể mở ra được á, mấy chị kiểu hờ hững một tí mấy chị mở ra, có thể phối mà ra trong luôn. Đó. Ôi. Thôi bắt bắt vô quá. Xương sẩu có không? Cái này quần này cho em. Quần này mấy chị. Ta chết mẹ cái này. Giỡn nó thấy thẹo. Thấy thẹo. Size S cho em mấy chị ơi. Dập ly. Trời ơi quần này mặc sang. Quần chị Mai bằng size 20 size M nha mọi người. Size M 49 cái đó lại giùm chị. 50 cái chị nghĩ đồ quá, nhưng mà thôi chị thì lúc nào chị cũng cho nhỏ hơn một ít á, để cho mấy bà có là xương to rồi mày kia cho vừa á, thà là mấy chị mặc rộng tí chứ em không muốn mấy chị mặc chật. Đó, đẹp lắm luôn. Cái quần này đẹp dữ luôn á mấy chị ơi. Để cho mấy chị 50 luôn. Quần real 50 size S cho em nha. Quần real 50 size S. Cái quần nó đẹp ghê luôn á mọi người. Thiệt á. Cái dập ly cái phần rêu nó cũng đẹp. Tụi thấy mà tụi mình đang thấy gì á? Thấy gì? Thấy thèo không? Xếp mẹ lưu diễn kìa. Ừ. Cái này là xếp luôn hả? Này tích tự phối quá hả? Thôi không, phải xếp ra tách ra dùm chị đi. Khi cái mã đó dùm chị như cái áo em 360 á. Không phải nó là xếp được luôn á. Áo này em biết nè, làm sao mà nó là xếp được. Áo này đẹp giả mang, tiện phối như xếp chị cho ổn nha trời. Để em thích áo này lắm, thì tính mua nữa. Mà em không có tiền. Đó, giờ em có tiền thì em hết mua rồi. Ô mà nó xinh nè. Tai của nó nè, má ơi cái này xinh lắm luôn á, cái này đó nó hot, ôi là hot luôn á mấy chị ơi, không có tiền mua là nó thiệt á. Kiểu anh mặc cái này tại vì em ướm với cái quần dài nhìn vô duyên á, chứ mặc trong cái quần sọt mà quần sọt ngắn mà ống hơi rộng rộng một tí á, bao xinh mấy chị luôn á. Áo này để cho mấy chị mình 60, áo này 60 cho em, bao xinh luôn á, bao ăn chơi chắc chơi luôn á. Áo thì Mai mặc, áo Mai mặc 40 nha bé yêu của Mai, mà không biết là ai. Hay à. 40 đó 25. Dễ thương lắm á. Ê cái set này giống cái set vàng lúc nãy nè. Áo cái set màu vàng á. Chính nó luôn chưa đâu. Đó, mà set này to hơn kia một tí này, size M luôn, nãy giật nó cái kia nó size S thôi. Còn set này tận size M luôn, 70 luôn. Đẹp xuất sắc luôn á, áo này mặc rồi cũng xinh nữa, mà cái chân váy này mặc rồi cũng xinh nữa chị không? Mua một được hai á, bình thường cái chân váy bán 50, áo bán 50, giờ cả set bán có 70 à. Coi như mua một được hai đó mọi người. Size M nha. 70.000. Áo 60 cho chị Thu. Chị Thu lắm á, cái nó đẹp đó chị Thu. Trời, cái xét xinh không? Trời đất ơi, chân váy len. Nghĩ sao chân váy đẹp vậy mà phối cho mấy cái áo ổn ghê. Mà cái chân váy này chịu khó về á, mọi người từ từ. Nè. Ở trong thì bị bung ra gì nè, về mai lại giùm em nha. Em để rẻ cho mình về mình mai lại. Chả có bị tác động gì hết, tại vì nằm ở trong. Thật sự là hổng mai mặc vẫn bình thường. Nè, hổng mai mặc vẫn bình thường cho em nha. Chân váy này em để cho mấy chị 45. Bình thường là chân váy len em bán 65 á. Tại vì nó bị vậy nên em để 45. Mà đẹp cái này đẹp hơn mấy cái bình thường, nó không hề sớm một chút xíu nào luôn, dễ phối đồ lắm. Mấy chị mặc kéo lên cao như nè, mặc chung một cái áo len rộng á. Trời ơi, bét. Tin em đi mọi người, rất là xinh luôn á mọi người. Tin em đi, cái đó mặc chung với cái áo phông tay len mà rộng rộng, hoặc là áo thun rộng cũng dễ thương nữa. Bét mấy bà ơi. Trời ơi, quên rồi, nói chuyện nữ tính thôi, nói chuyện tao la tao lu manh quá. Em yeah. Không quan trọng gì. Trang Nguyễn ơi, rầu quá. Cố Trang ơi. Đỏ nè cho em sắc nóc nha mấy chị nha. Em nhỏ sợ mà áo đó rộng không chị. Áo nào bé? Áo này là dê. Nó chị ơi, dê lắm hả? Trời đất ơi, chị cái này nhỏ bận quá dễ thương. Càng hút càng dễ thương, em nghĩ là chị mập lắm hả? Chị ốm nhắc à. Nhìn trong dịch trình trong la chị soi thật vậy á. Chứ chị có 45kg à. Ồ, càng ốm mặt càng rộng thì càng dễ thương cái áo này luôn. Rất tốt. Trừ thảo trần. Đỏ sát nách nha cho em. Thôi mập lên tính chốt đúng không?
Tao mệt tao hửi vô rồi. Đỡ này để rồi, để ra cho em Nghi phải không? Để ra cho em rồi. 40. Sắc nắp nha, phía sau có dây kéo. Ờ mà chưa tính tiền đồ nữa. Nhạy cảm ơi, nhạy cảm. Có tiền trả không, chắc trốn á. Chắc đi trốn. Áo len này của nam nha mấy chị nha. Em để 25 thôi. Mua cho bạn trai mặc ấm. Ủa mặc đúng. Đúng rồi, đúng. Vậy em mới em mặc được. Quá trời quê mùa luôn, biết sao tiễn vô công ty được. Đầm hoa bẹt vai này mấy chị ơi, đầm hoa bẹt vai này cho em. Mặt thì nó phải bo bo ra như vậy. Đầm hoa này để cho chị em mình 40. Lên 25 cho Thu Trang phụ. Này 40 nha. Ủa cái nhà bán quán trà bán chưa ta? Dạ. Chưa đúng không? Chưa. Thử đi khác nữa chứ. Trời. Cái nào? Quên. Ê, này nó tháng rồi đó. Thường. Từ lúc em chỉ nắm chứ vợ. Lâu luôn. Lâu luôn. Đầm hoa này cổ điển mấy chị nha, tầm 45 kêu loại vừa, để cho mấy chị cái hoa này 35. Hoa này 35. Có gì đâu, cảm ơn em. Trời ơi, bán không phải kêu loại thấp chứ. Nhưng mà cái áo em mặc chưa ai chốt luôn. 40.000 à. Nè mấy chị thấy nó dễ thương không vậy? Đúng hả? Nó là vậy cháy. Ủa sao hay cái áo vậy? Cái này nó bông cái này nó nhìn mặt. Ừ. Vậy ta. Cái mua này áo chị mặc đó. Còn này chưa ai chốt hết hả? Nãy em chị hỏi em nó chưa ai chốt. À, áo 40 của Vinh Lan. Cái chị đập em quá non. Thì sao? Đổi việc luôn nha mấy nhầm mấy chị. Ai vót? Ai vót đổi việc luôn. Hôm nay giờ hết Thảo rồi tới nương. Chứ ủa tự like tự tự like tự chốt đơn tự xếp hàng luôn. Nè con thử mấy chị coi em chơi biến hình nè thử. Hồi lỡ mà lộ trên live chắc biết sao. Tự nhiên cái áo, tự nhiên cái áo cái lên bật xuống cái hú xỉu luôn. Không nhưng mà chẳng không thấy gì. Ủa có dán ngực. Có dán ngực chứ. Có dán đúng rồi dạ. Cũng không được á, dán ngực thì cũng thay theo, thay theo, thay theo. Thay theo. Cũng được mấy tí nè. Còn lấy nè. Camera coi được chưa? Hả? Camera trước coi lại được không? Không được. Vẫn không luôn hả? Kêu không rồi mà không thấy đâu. Lừa đảo. Lừa đảo. Lừa lừa hai cái chứ sao lừa cái được em. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái áo đẹp dữ lắm. Hôm nay Mai xin thử đồ mọi người. Hôm nay bán ơi. Thử mọi người phải mua nha, để Mai buồn. Sao trời ơi, cái áo xinh quá, bằng cái quần jean cũng xinh, mà cái váy cũng xinh lắm chị. Thun vàng rất tốt nè, để cho mấy chị 10 ngàn không? Không báo cáo đó gì hết trời. 10 ngàn, ổ áo này 50 bán nãy giờ rồi. Áo này 50 nhũ nha, size S cho em nha mấy chị nha, S nhỏ luôn, S cỡ em đổ lại luôn á, 45, 46 cái đổ lại giùm em nha. Dễ thương lắm. Không mất ngực không? Không có mất ngực. Trời áo này xinh lắm luôn á. Vàng 10 Thu Trang Phùng. Đầm ống nha mấy chị, maxi ống. Có mút ngực thổ cẩm. Nó xẻ một bên như vậy nè. Xẻ một bên như vậy, chụp hình lên lạ 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 hay ho lắm mấy chị nha. 52kg lợi vừa có mút ngực. 52kg lợi vừa có mút ngực. Ở trong nó em có quần trong không? Có quần trong luôn nè mấy chị. Cái này nhìn hay ho lắm, để mấy chị 60 nha. Maxi này 60. 52kg lại vừa cho em. Mà cái đó chắc phải có ngực tí mới mặc đồ có thôi, nó bị tuột áo mọi người. Bát ghi bò sữa 50kg lại vừa. Lưng siêu siêu cao luôn á mấy chị ơi. 60. Quần 60 hoặc là đầm 60 giùm em.
Đầm này size S nha, đầm phói tiểu thư size S. Hello Trúc Thi. Rồi ở bên dưới nó có cái tầng bèo luôn nè, mấy chị thấy không? Xinh không? Cổ vuông cho em. Cổ vuông nha, size S tiểu thư quá trời quá đất luôn. Quần 80 cho Trần Phương. Quần 80 là quần chị mặc á. Quần 80 là quần chị mặc. Cái đầm này để cho mấy chị mình 65. Đầm này 65 nha. Đầm này 65, tiểu thư dễ thương lắm. Hay để em thử cái đầm hoa này ta. Quần chị Mai mang hết nha mọi người. Có lộ hàng không, sợ lộ hàng thôi. Đợi xíu á, để thử không biết được không nha mọi người. Em kiếm giữ phòng vậy có lỡ không được không hoa đi chị. Sao nay suy thử đầu quá. Em ngực giả trơn mà em còn mặt rộng á, chứ không được đâu. Đẹp, cái vải đẹp cực kỳ luôn mà nó bị dơ. Dạ, hơi loang màu. Bị, nhìn kỹ mới thấy bị dơ. Bị loang màu hồng hồng á chị không? Kiểu mình giặt thì nó hay bị hồng hồng ra đồ á, nó bị như vậy á. Đó nên em để rẻ cho mấy chị cái này 30 ha. 25 thôi. Rất là xinh luôn á. Mà tại vì nó bị như vậy rồi. Chị nào thích mua về mặt có thêm để 25. Không thì em trả. Sao chị mặc 90. Không nó bị dơ phía sau luôn, không được mới chưa. Không phải 25 nó bị dơ phía sau luôn. Hai mặt luôn. Kiểu hai mặt kiểu như rốt tay rồi như vậy cũng đẹp lắm. Cứ chụp hình đó. Áo nó bị lỗi chị vui vẻ ơi. Chấm bi cái màu ngọt ngào dễ thương ghê luôn. Xếp vết đuổi size M mấy chị nha. Xếp vết đuổi size M. Xếp 90 cho Trần Phương. Trần Phương này chị mặc gì để dốt cái đó luôn. Chắc xin thử đồ nữa quá. Nè, xếp đuổi quần nha, size M quá sang rồi. Đi biển rồi này kia là xuất sắc luôn, 85. Size M nha, 85. Nào, áo này cho em.
áo này để cho mấy chị mình 20 Boris nha, 20 thử thấy cái đó mặt xấu không chỉnh cũng không được cái phải với dài không cái áo mặt xấu áo mặt xấu hề luôn áo mặt xấu quá rồi tại chị đẹp cái gì mặt cũng đẹp lên miễn phí luôn chứ ở đâu nếu mà chị giỡn á chứ không có nha không có nè cổ vuông nè cổ vuông này trời nó coi đẹp quá vô 40 không có má ừ. 40 cho em đẹp á mai có bánh tráng ai đặt bánh tráng thì ông hai mai vô bằng mâm đi không nhớ nó quên nó đặt đây mai đâu nhớ rồi đen cổ tròn nha. Ủa cái áo này có anh lỗi đi con. Đó. Thế mấy chị hay cái nào? Cái đó đó hả? Để ra chụp á. Mình chụp đi. Này có hình này mà. Dạ em đâu có mặc nó đâu. Này 20, ủa có không có mặc không? Áo 40 cho Tiểu Vi. Qua em nữa thử đầm rồi để em nữa làm nè mấy chị, len này cho em, len xanh rêu nè mấy chị. Đó, trời đất ơi nó đẹp. Cái này mặc lên rất là đẹp luôn á. Cái này để cho mấy chị mình 50 nha. Cổ 3 phân và rất là đẹp luôn á. Để mấy chị mình 50. Cái này size chắc XL luôn á hả mọi người. To lắm. Cái size XL luôn á, bự lắm. Cái này chắc 55kg vừa luôn. Jean co giãn tin coi dạng rách te tu tơi tả nhưng mà đẹp lắm nha. Cái tin này rất là đẹp luôn á mọi người. Trang Nguyễn Tú, Trang Nguyễn 50 thôi. 50 thôi. Mà cái số tin nó thiệt bao xịn cho mấy chị luôn á. Quần này quần chắc quần 7 tấc thôi. 50. Dạ chị, từ lúc like tới giờ nó bị vậy á. Xẻo. Đầm hoa này size M nè. Cái này size M đầm dài nha mấy chị nha. Mặt sang lắm á. Ừ, nhưng mà nó to thì mình phải coi như ít mà. Quần 50 cho Trần Phương. Nè mấy chị, cái này chắc Mịn Phương mua khúc Mịn Phương luôn hay gì đó. Không Ngọc nó không có thời gian lên đường, nó chỉ cần nhét vô à. Nè mấy chị, cổ vuông này cho em đó. Cái này size M mà M này to lắm, chắc 54 cái vừa luôn á. Để cho mấy chị cái này 35 thôi. Đồng hoa 35 kiểu nó lạ lạ đó mọi người. Hoa 35 set nâu nè mấy chị. Trời ơi, mặt lên xinh lắm á. Em cảm thấy em sẽ chụp được cái này. Nó. Thằng lên cái phần ngực có thể như vậy đó, cái nơ lên rồi hai cọng dây lên, cái này size S cho em nha. Set nâu này size S, cái quần nè, quần rất là đẹp luôn, quần mấy chị thấy nó hai tầng không? Đẹp lắm mọi người ơi, set này xinh. Set này set này 60 luôn đi mọi người. Bữa bán tới 75 ta bán 60 luôn. Set này 60 cho em nha. Set 60. Đàm là 35 cho Văn Anh Nguyên. Văn Nguyên lên số điện thoại giùm em nha. Có số điện thoại mới chốt đơn được. Set này underground. Set sao mua cho Ngọc Hân. Văn Nguyên còn mang số điện thoại mới chốt đơn được nha Văn Nguyên ơi. Cái này kiểu ngầu ngầu hip hop á, dễ thương á. Cái này kiểu nếu mà nó hay hay á mọi người, để cho mấy chị set này 80 to đùng luôn. Thật ra cái áo này không cũng em cũng đã bán 80 rồi, tại vì rất là to luôn á, mấy chị mặc là mặc dấu quần luôn á. Mấy chị thích thì mấy chị mặc nó không cũng được. Cái quần này mấy chị phối áo khác dễ thương luôn á, phối áo thun trắng này kia dễ thương luôn á. Quần rất dễ thương nè, mấy chị thấy không? Ngố nè. Xinh lắm, cả set 80 bao rẻ cho mấy chị nha, kiếm không mua ra được. Thiệt. Set 80 là rẻ lắm luôn á. Ôi cái set đó to lắm, size XL luôn hay sao á, bự chà bá rồi. Set 80 cho Kiều Hồng Nhung. Mấy rồi. Bây giờ không bán. Nè mấy chị, sơ mi chú ong. Sơ mi chú ong, dễ thương quá. Sơ mi chú ong 40. Quá nhiều trong một. Dễ thương quá. Quá nhiều vô một người á. Mọi người em không có bán được phong cách của người lớn đó mọi người, hạn chế gửi em nha. Cái đồ của mẹ rồi của gì em không bán được đâu mấy chị ơi, không có đâu.
khách em không ai có hiếu hết trơn, không mua được đâu. Mọi người sơ mi áo bố mua cho Phương Phương, mua đồ cho mẹ cho về toàn là bơ thôi, không mà mấy chị không cảm nè. Sơ thun nè, lên số điện thoại giùm em nha Quảng Châu Nguyên ơi. Em coi rồi, mày đưa cho nó coi cái avatar. Ý là con với Ngọc với con nó biết bạn nó không chứ. 50. Dạ đúng rồi. Ê thì thiệt ra bạn là phải có ấn tượng với cái tên luôn á, chứ không cần phải coi avatar luôn á. Phiên Phiên Hảo Huy, thầy Trung Hảo Huy á. 50. Là sao? Là chị đó nói là Phà Yên là Hảo Huy. Cái không biết đọc bạn. Mày biết chị Thảo Huy. À là Trung Đơn với Thảo Huy, là em là Thảo Huy hả? Phải không? Không, là cái chị gì á, Trung Đơn với Thảo Huy á, là cái bộ này xinh quá vậy trời. Cái bộ gì mà nó ngọt, ôi là ngọt chị luôn. Chị Sơn ơi, cái đồ lao kiếm nhà ở đâu vậy? Tao lao bằng khăn giấy. À, dòm cho Thảo Huy, dạ ok ạ. À. Tưởng bạn mày không có ngọt nè, tưởng là bạn của Thảo. Tưởng bạn của Thảo tròn không à. Nè mấy chị, trời đất ơi, có nút nha chứ phải là có phải là nấy đâu. Ê bộ này hơi bị đẹp nha mọi người nha. Nè nó có viền hoa bên dưới nè. Đẹp lắm á, bộ này 80. Bộ satin 80. Rồi thì mày nứt na dịu dàng cái màu gì mà ngọt chứ trời. Mày mặc ra đồ đi chợ cũng đẹp lắm. Thiệt chứ. Nhẹ nhàng dễ thương ghê. Nhu mày, bé bánh kem trộn với mấy nhu bán mặc được hết á. Ok mà mình đi. Có bầu. Dập xa cho ớt ạ. Dạ không được rồi, nó bị đứt cái vòng dây. Vòng dây này không có mai được. Em nhiều nữa. Em nhiều. Ôi em có, là mình được ra giá luôn hả chị Nông? Em mua 50 thì bán cho em hủ 50 của bánh lăng á. Nó mới đang nhỏ nha. Bỏ 80 cho Ngọc Hân. Chứ mẹ ơi chiêu bự à. Nó nhỏ xíu á. Nè mấy chị, đầm này cho em. Có mút ngực đó chị nha, cái dây ngọc trai như vậy nè. Đó, có mút ngực xòe ra như vậy. Rồi bét luôn á mấy chị ơi. Bét luôn á. Cái đầm này có dây buộc em như vậy nè mấy chị. Đầm này form size S thôi, 47-48kg. Nhưng mà đẹp lắm á. Có chữ hiền ở đây nó gì trời. À, cái đầm này để cho chị em mình 70 thôi. Size S 70 nha. Cột cột có gì nè. Gì không cách cái gì hả? Không phải đâu. Giờ mày cũng người lớn thì em đâu có biết được mấy cái như vậy đâu. Ủa áo nâu này nãy với ba lan cái rồi chưa biết được, giờ còn cái nữa. Nâu này 45 nè mấy chị. Dễ thương lắm. Mặc bỏ vô quần là rất là xinh luôn á. Mặc chung chân váy á. Xinh xinh lắm. 45. Nhiều luôn hay sao á, nãy có hai cái luôn coi là nó nhiều quá mấy bạn. Trời ơi. Oh my god. No. No 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 no. No, no. Đó, dễ thương dữ vậy trời. Nè, Babylon. Bo cái viền rất là xinh luôn á mấy chị. Ôi, dễ thương dữ lắm luôn á, 65. Chắc chuyện qua chơi bánh bèo. Trời ơi, nhức cái răng luôn á, dữ thương mà nhức cái răng luôn á mấy bạn. 65 cho em. Dữ thương dữ vậy. Áo 45 cho Trần Phương. Cái này mấy chỗ bơ tiền rồi, hồi nãy là cái hôm đi là mẹ của chỗ bơ tiền. Dạ mấy sức chỗ bơ tiền. Con mặc cái áo này nó dễ thương. Em có hộ cái áo đó kìa. Áo này nó nhỏ. Áo đỏ đó hả? Cũng muốn thử hả? Cũng như chắc cũng hồi thử ai biết. Rồi đó coi à, tăng 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 tăng. Ủa sao hay hát quá vậy ta? Mà dễ thương quá nè. Hả? Từ từ em kể. À 65 cái này. Cái kiểu nó không hợp lắm á. Dạ, em cũng biết. Rồi, thầy nghĩ học không ok lắm vậy luôn. Hơi ngắn. Cái len này cho em 80. Trời đất ơi, dễ thương giọt bay. Vậy bay. Ủa dưới không có nhà mấy bé. Wow, hôm nay đang được Mỹ Nương huấn luyện thành cô gái hiền dịu quá nên là em phải tôn trọng lời nói.
Nó phải rốt mặt. Phải cười hi 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 hi. Vàng nè mấy chị. Xinh quá. Đầm 70 cho anh Phượng. Cái vải của nó là hơi suốt suốt như vậy nè. Đẹp lắm. Cái này vải đẹp nha mấy chị, nhà hàng Quảng Châu đàng hoàng á. Cái này để cho mấy chị 35. Vàng này 35, thùng 88. À 80 cho chị vui vẻ. Thùng 888 nè. Nó, vàng nó 35 cho em. Vàng nó 35 nha mọi người. Đầm caro phối này cho em. Đầm caro phối 52, 53 kiểu loại vừa. Đó, mặt thì ôm eo nhưng mà dài. Chân váy thì nó dài chữ bút chì á. Đó, tai phối như vậy. Đó, cái này để cho mấy chị mình còn tát luôn là 60 thôi. Thôi đừng, năm này còn tát nên để cho mấy chị 50 thôi. 50 thôi. Trời đất ơi. Chắc em quá à. Dạ 35. Chính em rồi chứ ai nữa. Dạ 35 đâu ạ. Dạ 35 đâu rồi. Xin lỗi nha. Dạ 35 cho Hồng Phương. Xin lỗi. Đang kiếm, đang kiếm. Họ đang kiếm nào đó quá trời luôn mà kiếm ra. Phải đóng cửa lại, phải mở cửa cho nó. Trời đứa cô ơi, này dễ thương quá nè. Dễ thương quá nè. Bây giờ em không thấy comment nên ai có chửi em cũng không thấy. Khỏe ghê. Sao mày chơi chửi. Ai có chửi em cũng không thấy gì hết. Mỹ Nương thấy đó. Áo Barbie Doll. Chị Nương chị yêu. Nó mà cái màu nó hơi cũ á, nên em sẽ để rẻ cho mấy chị cái này 55 thôi. Nhưng mà bình thường cái này mà mới một tí nữa là em bán 80 luôn á. Em để 55 thôi. Cái màu không được mới lắm nha, mà xinh. Bị cái xinh quá đi. Em mày giờ này khỏe không hả? Ủa này là cái đậm. Ủa này còn mẹ xinh này chứ. Chắc treo á. Treo á. Nỉ nè mấy chị, nỉ nè cho em nha. Cái là hơn cái gì sweater. Cái này size S đó mấy chị. Em để cái này cho mấy chị mình 30 thôi. Cái này mặc bình thường cũng dễ thương. Em thấy cũng dễ thương á. Em để 30 CS thôi. Quăng lên đây. Đồng trúng cái cây. Quần tách tay nè mấy chị. Trời quần này hơi bị xịn luôn á. Xịn sao con bò luôn. Nó có cái dây treo nữa. Mà bên đây dây treo bên đây đâu. Treo có một bên. Để ôm mới phơi quần vậy hả? Ừ. Nè mấy chị. Xay gì vậy? Trời đất ơi. Xay xay lờ. Mà cái tát của nó xịn nhẵn ngay luôn á. Nhưng mà nó rất là xịn sò luôn. Ở trong nó có lót, lót ấy nữa. Mấy cái lót, lót kiểu xịn đó. Lót kiểu cái quần 300 mấy á. Trời đất ơi, đẹp lắm á. Xanh lờ nha, 52 kiểu loại vừa. Cho em quần tách ta mà gắm thưa tiết nè, họa tiết nè. Trời đất ơi, sang quá vậy. Ừ. Là chị ma hay bị đúng không? Không phải trên mà tại mạng nó thương. Cái mạng bình thường nhưng mà nó bị lỗi á. Bị mạng nó thương. Lâu lâu thấy được còn xin lỗi vậy á. À tao do nhà mạng á mua mua. Không ơi, xin lỗi là mấy cái áo á. Cái quần này để cho mấy chị mình 70. Quần này đẹp quá à. 70 đi. Xin lỗi. Đồ đẹp mà like cái mạng muốn khóc. Ngố này mấy chị ơi, ngố này chắc size L quá, ngố này chắc 52 kiểu loại vừa luôn á. Trời ơi, ngố này ngố nâng mông. Quần đẹp lắm Phượng, chốt đi Phượng, size L. Ngố nâng mông, đẹp giả mang. Ngố này 45. Đẹp lắm luôn mới tin. Ngố 45. Nhưng còn hết mực tèn rồi. Xuống này nắm này dễ hả? Em có mặc đồ không? Mình cứ vô với cái con ai. Mặc đồ hay là đúng vậy ta? Rồi rồi. Cổ đó đằng trước. Ồ. Ồ, chị nghĩ vậy á. Mặt nhẹ thấy còn gọi thì cổ đằng trước mới đúng á. Là cái đằng sau hơn trước đúng không? Nó phải ờ, cái đó đằng sau lưng rồi là ờ, em quay lại đi, em đang bị sai đấy. Ngố 45. Áo dây có mút ngực này mấy chị. Quần 70 cho Trồng Phương. Áo dây có mút 45 cho Hà Thị. Áo này để cho mấy chị mình. Cái này size S nha, để mấy chị 40. Rất tốt nè. Của Top Shop hả? Không phải thiệt không mà thấy nó xịn, cũng xịn sò lắm. 40 cho em nha. Phía sau dây kéo mới chị, dây kéo phía sau.
đỏ này cho em nè mấy chị, đỏ này form 50kg đó loại vừa đó, mặc bỏ vô quần này kia là sang chảnh đó, mà mặc đi làm cũng đẹp nữa mấy chị ơi. Chốt của nó là chốt cơm vân như vậy nè, dây 40 cho đỏ là đỏ, đỏ này để cho mấy chị 35, đỏ này 35 tại vì mấy chị hơi kén màu đỏ nên là màu đỏ thì em sẽ bán rẻ cho đỏ 35 cho mấy chị đỏ tiếp tiền được. Ủa em lấy à? Cũng dễ thương á, em chờ mình có dễ thương gì đâu, thấy comment của em đâu nhộn dễ mấy thôi nha, anh lấy nha được. Vàng bạc vai đuổi nó chưa có lương mà mình lấy rổ đó đây. Mỗi mẫu gì chụp ngày đầu tiên để với chị 30 lỗ tiền công ngày đầu tiên 30 cho em. Bạc vai này 30 thấy comment của em đâu nhộn, chị thấy chị để cho nhộn lấy mà chụp chắc được 4 cái đó đấy hiền. Dạ mày chốt anh ta bây giờ cho em biết sao nó khó kiểu như là mới làm đầu tiên mình. Này mấy chị, rớt tay này cho em nha. Ngày không biết ngày chụp được mấy mẫu nữa. Rớt tay này cho em. Đó, để cho mấy chị cái này giờ 25. Quần em được nha Phương. Rớt tay đó 25. Chị kéo rồi không thấy của em rồi Nhung. Vàng 30 cho Trần Phương luôn. Mẹ bận. Trời ơi, cam cà rốt xinh quá vậy trời. Cam cà rốt cho em luôn, rốt ta cam cà rốt mà phi lụa. Để mấy chị 30 luôn. Áo cam 30 giùm em. Ồ, nó bị ẩn cầm anh đó Nhung. Cam 30 nha, trời đất ơi. Áo giấy mấy chị ơi, xuyên thấu. Để dành gói đồ cho em, xinh lắm luôn á. Em thích mấy cái kiểu mà mỏng tan luôn. Để mình dễ mình phối ở trong á, mình mặc mấy cái bra ren á, bra ren màu đen á nhức cái răng luôn á. Không, không cần phải ở trong, bận ở ngoài cho em thiệt á. Mấy chị mặc này nè, mặc cái bra đó ở bên ngoài, cái áo rất là sexy luôn á, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Để cho mấy chị cái này 50 tưởng tượng đi, trời ơi, nhức cái răng luôn á mấy chị ơi. 50 rác cái nách. Em còn 1 triệu thôi, không biết đủ chưa. Ai Phương? Chắc đủ rồi á. Không, chắc chưa đủ lắm. Này nó dơ, này ổn rồi. Nó còn tát rồi, nó dưa hầy rồi, không giặt ra. Còn tát hay không quan trọng. Lỗi chị không chọn. Trời, lại là một set nữa. Ê, cái set này nó cách điệu hơn chút xíu nè mọi người. Nó bị hở lưng. Set vest nè, set vest cái này phía sau lưng nó như vậy nè mấy chị. Thì bạn ghi chừng mấy cái đen nữa mẹ. Không, để em phát cái set vest chân váy nè, từ từ nha. Đó, nó là dạng quần váy á mọi người, nó là dạng quần váy á. Size này rất size L luôn á, size L luôn, set này size L. Để cho mấy chị set này không size M, mà em thấy nó ghi size M mà em thấy nó bự lắm. Đó, set này để cho mấy chị mình 70 thôi, mới tin, hứa luôn á, cái mùi là cái mùi mới á, 70. Cổ vuông này cho em, cổ vuông phói nè mấy chị, phói ngọc trai nè. Đó. Mà cái phần lưới nó giặt kiểu mà hơi loang màu đỏ nhẹ nhẹ ra. Mua đi Phương, đồ đẹp mà rẻ. Đó. 54-55 kêu là em không mua, biết ai mua luôn, nãy em mua cho mình em mà giờ em không mua. Để mấy chị 40. Đỏ này 40. Như cái này mà phải đi khám bác sĩ chị nhỉ. Sợ, tưởng tượng thấy sợ. Mọi người phải mua đồ mới có tiền đi khám bác sĩ. Khám răng giọt mắt lắm, mà cũng sợ nữa. Em nghe cái mùi thôi là em muốn xỉu. Nghe mùi cổ, không là em tưởng tượng thôi là em muốn xỉu luôn, chứ đừng có nói mà nghe. Ghê quá. Nãy nghe ổng ngắt nó nổi da gà luôn. Trời ơi, cái đầm này. Ê, nó dịu dàng á. Dịu dàng, dễ thương như là con người em đang hướng đến vậy á. Cái này mà đi chơi với trai là trai nó mê luôn á, trời ơi, thì có xinh quá luôn. 75 thôi, 52 kiểu loại mùi cho em có bút ngực nha. Thì có xỉu cái rụp luôn á. Kiểu mà mấy ổng là ngã rụp luôn á, mấy bà dễ thương lắm, dịu dàng lắm. Dễ thương ha, em thấy nó xinh kiểu gì á. 75. Cái này 70 cho Trần Phương. Thì 70 là cái nào vậy? Này đó.
áo ngoài xếp đó. Cái này để cho mấy chị mình 20 nha, cổ tim không crop top, cổ tim 20 mà cái màu đẹp lắm. Đầm này còn top luôn mà thôi không biết khó quá. Cái này không vớt đi rồi mà em ơi xin đừng ở lại nè mấy chị ơi. Đầm sơ mi cho em, đầm này đầm sơ mi màu rút nha. Bữa có bán cái này màu hồng với này màu vàng nữa. Cổ tim 20 cho Phương Phương. Cái đầm hoa nó xinh lắm, để em tí em thử cái đầm hoa đó cho. Nào. Đó. Đầm sơ mi để mấy chị mình 55. Đầm sơ mi 55. Để em thử cái đầm hoa ha. Em nghĩ là em hợp với nó. Mình mặc nó khác người ta. Một con trai bận cái tên được cái ta của mình. Lộn không giờ ông bảo bận được cái. Vậy thì hên xui. Cắt lên thì được không ai? Mình cắt thì lợn lợn. Cắt sợ mất phơ. Mấy chị chia sẻ like chấm bài giúp em đi mấy chị. Trời ơi em rầu quá. Quá trời rầu luôn. Cái hoa này xinh 90 á. Hoa rất là xinh luôn. Dịu dàng, nhẹ nhàng. Trời ơi. Nè mấy chị có thể mặc bẹt vai cũng được luôn á mọi người. Tại vì cái này nó có chung á. Mấy chị có thể mặc bẹt vai cũng được nè. Nếu thích nha. Em nghĩ là đừng mặc bẹt vai mà cỡ như cỡ như vậy là xinh nè. Còn ngày mai nữa. Còn ngày mai nữa hả người? Mai còn hai cái live xuyên suốt với em. Còn phải lựa hình nữa. Nó có người mẫu rồi. Đây có người mẫu rồi, hình liên tục mọi người. Tao có máy mẫu một ngày chụp được có 2 3 tấm mà, liên tục đi tắm chỉnh. Cái này đẹp quá vậy. Best luôn. Wow. Cực đẹp luôn á. Áo này để cho mấy chị mình 45 mà, đẹp dữ vậy. Em thích cổ vuông lắm, còn nhúng nhúng mà còn lưới bi này nữa, trời đất ơi. Đúng kiểu cô em luôn á, 45. Áo đẹp quá vậy trời. Áo đó 45. Cái quần này size S. Quần này size S đó chị, nè. Cái lưng của nó trời đất ơi, cái lưng nó cao hơn nữa cái ống quần luôn á. Thấy cái lưng nó cao không mấy bạn? Lưng cao chót vót trời vậy đó. Đẹp ha. Cái đại quần này để cho mấy chị mình 45. 45 cho Ngọc Hân. Quần này 45 luôn, còn bên quần 45 cho em size S nha. Đẹp. Chỉ có thể nói là nó đẹp thôi. Đầm nâu này mấy chị, đầm này kiểu dài dài á. Nhìn hay hai chiếc quần to 48, 49 kiểu lại vừa. Dịu dàng, nhẹ nhàng á mọi người. Kiểu dịu dàng á. Để mấy chị 50 nha. Cái gì? Cái gì? Mấy người chốt 70 là 75 nha chị. À cái này nè. À cái chị Mai bảo okay. Trần Phương không có sách, không có lấy sách vàng á. Ờ. Cái này 70 là không phải á. Thấy cái điện bây giờ. Có. Thấy cái này nè. Trắng nè cho em, nó đói bụng quá đó. Đừng nhắc đồ ăn chứ. Trắng tay dài nè mấy chị. Trời ơi, chụp hình thì mới được có 4 cái mà vừa đói bụng. Mì cay. Ủa thì ra là mày qua đây mày tốn tiền hơn mày ở nhà.
Nhìn mấy chị cổ vuông tay dài nè cho em. Chỗ này đẹp quá, 50. Cổ vuông tay dài 50. Ở mày không dám ăn mời, ăn mời cái mặt xương xương lá cũng được. Mà đẹp. Xương hết hả? Ừ. Mà xương chứ. Cái mặt xương hết hả? Ờ, không biết thôi, khỏi lòng ăn mời là. Ủa, sáng mặt kiểu phù. Bị dị ứng vậy. Ai cũng vậy luôn á. Không để ý, không để ý á. Quần này quần của sếp không rồi đó. Quần trắng này mặc rồi nè mấy chị. Để quần này cho mấy chị 30, quần này cũng dễ thương ghê á. Dành phối set 30. Còn em là nhậu rồi sáng sau rồi phù. 50 kg lại vượt 30. Mấy chị nhậu lâu lâu nhậu một hai lần cái da mặt. Làm chị đang mặc như vậy. Làm chị Mai bận hết hả? Ở đây ngày nhậu liên tục cái mặt phù hoài. Cũng quen. Nè. Thành tử mặt mình quần 30 chứ kiếm hơn. Tử mặt mình cơ bản vậy luôn á. Body này cho em, body này để cho mấy chị mình 55. Body 55 thôi. Mặc lên form đẹp á. Cái vùng cái viền mẹo nó uốn lượn uốn lượn. À, 50 kg lại vừa. Mấy phút mấy giờ? Đó coi, đẹp chưa? Làm gì đẹp vậy trời? Này mấy chị, ren trắng nè. Nhìn nó kiểu hàng hiệu kiểu gì á. Tần 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 tần, xinh quá thì xinh vậy. Không có quần trong. Được á, không có, mà nó hơi chán màu á. Không có quần trong. Tại vì chưa chỉnh nào hết trơn á. Không có quần trong nha mấy chị nha. Qua này 55 cho kim chi Hàn Quốc. Đó, xinh á. 50kg loại vừa đi, đầm ren trắng này 70 thôi. 70 thôi nha. Trời ơi, vậy thương quá à. Caro 55. Caro 55. Đầm hoa đen nè mấy chị. Hoa đen này cho em dài như vậy nè. Đó, form nó chắc Caro 55 cho Nguyễn Quỳnh Hương. Form nó chắc 55, 57 cái ổn hương đúng là nó cũng lấp lót cái line thôi ta. Nó đẹp đó, nó thấy nó chốt rồi. Cái đen này để cho mấy chị 40. Cái nó còn đúng rồi. 40. Mà chỗ này thấy đẹp quá, kiểu như thấy cái vai mình nó đẹp đẹp. Dễ hèn, dễ hèn, dễ hèn. Đang trong giai nữ tính nha mọi người. Chuẩn bị tới ai đó. Ai đó dịp nhìn cực bên đây đây. Mấy đứa đang rất là làm chim mê say. Đàm 40 cho Văn Anh Nguyễn. Xét nè mấy chị. Xét cho em cái áo nè. Chị thương quá. Mà cái chân váy thì bị dơ rồi nên là coi như là em bán cái áo tặng cái chân váy đi hả? Một cái chân váy đẹp lắm á. Bị dơ ngay túi. Túi ổn ghê á, mà cũng không thấy á, chứ mà mặt cả sếp chả thấy gì hết. Như vậy nè. Đó. Sếp này để cho mấy chị 55 thôi. Xịn lắm nha, size S 55. 55. Đắp lo chờ đợi tốn tiền mà cũng tốn như thường. Tốn đây trời trời. Size XL này mấy chị, size XL form tầm 50 4-55 kéo lại vừa ống suông nè. Còn tát luôn, phát sườn nha, quần này hot cực kỳ. Không có thì phải có thôi. 60. 60. Ừ. 60 cho em. Đỡ phong cách đi. Ê, đỡ phong cách này nhìn em xinh hơn á. Nhưng mà em thấy sexy quá, em không dám. Cột cái dây chặt lại em tí. Cột cái dây chặt lại. Trời, set này cái quần của nó giống cái quần hồi nãy bán 45 ngàn luôn á. Quần giống luôn á. Mình với cái áo sơ mi. Để thấy cũng thẳng, cũng đang hot lại mấy cái set sơ. Áo sơ mi rộng với lại quần ố á. Nè.
dễ thương xỉu luôn. Trời, set này em để 80 thôi. Set ngố 80, size này 55kg lại vừa luôn nha. Set ngố 80, em thấy đang hot lại đó mọi người, đang hot set sơ mi chứ không phải lại ngố. Trời ơi, sơ mi hồng này xinh quá trời xinh luôn nè. Mấy cái mùa này mặc mấy cái này năng động là đi đâu cũng được á, kiểu mà đơn giản dễ mà. Trời đất ơi, cái này nó giống nó cái cùng chủ rồi đó, cái quần 70 đen có chốt rồi không ta? Ủa chuyện ra nó cái này hả ta? Quần 70 đen có chốt rồi không ta? À quần 70 đen nãy tầng Phương gọi. Rồi thì có cái quần 70 trắng. Trời đất ơi, đẹp quá giờ tách ta xịn luôn. Size L trắng rồi chị, trời ơi, đẹp quá à. 70 luôn, còn táp luôn. Hết nói nổi quá đẹp rồi. Bạn này cho mặt rộng. Coi trong đống đồ mày là thấy có nói không gì trong góc á. Có hả? Áo 2 dây này mấy chị, kiểu cái vạt trước sau á. Để mấy chị cái này 30, hồng này 30. Hồng nó 30 thôi. Cái tay chốt quần. Quần 70 cho Văn Anh Nguyễn. Ở dưới cái này nó không ai. Hồng này cho em, hồng cổ vuông này mấy chị, nhúng như vậy. Hồng cổ vuông cho em, trời đất ơi cái hồng nó đẹp. Cái này mặc vô bét luôn á. Bét của bét luôn, tại vì nó rất là tôn ngực. Mấy cái án dạng này tôn ngực á. Hồng này để mấy chị 45. Hồng này thì 45. Chất đuổi nha. Hiện tại thì ngưng đang tuần nhận lại. Thông báo sao nha mọi người. Thông báo thì đợi thông báo đi. Đợi thông báo mọi người tìm đồ. Về nó thôi lộn xộn xíu. Trong váy này size S quá. Đúng rồi size S nè, 26. Trời đất ơi nó đẹp. Đẹp gì đâu. 45.000 à, chân váy 45, đẹp lắm luôn á. S này chắc tầm 46kg lại vừa, có quần trong, quần nó là quần jean luôn. Mà cái mùa này thiệt á, mặc chân váy jean là xuất sắc rồi. Lo mà đi chơi, lo mà đi đơn giản này kia á. Chung là mấy chân váy này mua không phí. Mua không phí chứ mẹ kiếm mua. Áo hồng hay dây đó bao nhiêu, áo hồng 35. Băng 35. 35. Ngố này cho em, ngố này new tag luôn nha mấy chị nha. Ngố này new tag sau 28. 28 này tầm 52kg loại vừa nè. Lưng rất cao luôn. Đơn giản, lưng cao cực kỳ luôn. Trời ơi, để mấy chị 50 luôn á, còn tag luôn nha mấy chị nha. Đẹp lắm luôn á. Hồng 35 cho Kim Anh. Ủa sao bán 50 vậy ta, tỷ thấy không? Xàm ghê á, tưởng bán 30. Ôi, tưởng bán 50. Ngâm thành xí đú quá mấy chị muốn mua luôn. Hồng tay dài 45 nha. Ân Phụ ngố 50 cho Trần Phong. Liên tục luôn em yêu ơi. Nếu chị ơi, set hồng này cho em. Nãy nó có màu vàng, màu nâu đó, thì có thêm màu hồng nè. Đó, set này cũng size M luôn. Set này size M luôn. Nó để cho mấy chị set hồng này 70 nè. Trời ơi, cái áo nó dễ thương lắm luôn mọi người ơi. Cái chân váy nó dễ thương lắm luôn mọi người ơi. Đó, có 70.000 thôi. Size M nha, 50kg đâu lại, 50-51kg. Trời ơi, cái vải đẹp mê hồn. Cảm ơn chị. Ôi, vậy tôi uống nhỏ, sắc nách nè. Em bị cuồng sắc nách đó mọi người, cho em thấy sắc nách làm chị không nổi không? 30. À, ok Kim Anh nha, mai chị không có đi, thứ bảy chị mới đi. Mua 30 cho em. Ai còn ngày mai đơn phải báo, mai chứ không có tự động đi đơn đâu. 30. Em bị phát cuồng vì sát nách luôn á, thiệt á. Nên em đem cố gắng tập luyện mỗi ngày bắp tay nhỏ lại để mà sát nách. Nên là mấy bữa nay like cái tay rụng rời lắm. Đẹp không? Đẹp. Cổ vuông này mấy chị. Trời ơi, vải đẹp lắm nha. Hồng, comment hồng 30 kia là đen nha.
đừng cầm anh áo giùm em cái này hồng 30. Nó vậy áo sao áo hồng 45 giao thượng. Ngó trời đất ơi, đẹp kìa. Ủa đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá trời. Chưa thấy cái ngó nào lưng nó cao như vậy luôn á, lưng cao dữ trời. Lưng cao này lưng cao tới chân ngọt. Chứ không phải không không vừa đùi giỡn với nó luôn á. Ô đẹp dữ luôn, size S nha, 65. Đẹp quá rồi. Cái mùa này là ngó là số chắc. Mùa hè ngó là số chắc số 1, số 2, số 3, số 5 gì đó cũng là nó hết luôn. Cái dãy số của nó luôn. Chân váy này hả? Hồng 30 cho Nguyễn Ngọc Trinh. Sáng nắp 30 cho Hà Thị. Ok Trinh, ok Thủy. Chân váy này 53-54 cái loại vừa, không có quần trong nha. Chân váy jean không có quần trong, mặc quần bảo hộ giùm em. Để cho mấy chị 30. Chân váy này 30. Quần nhung này mấy chị, nhung này cho em size S nha. Size M nhưng mà thấy nó nhỏ, chắc 48-49kg. Đó, nó có hai bên, nó hai cái này nè. Đó, cái này trời ơi. Ồ, Kim Anh chị chốt cho em cái đó rồi nha. Đẹp xỉu nha. Quần 55. Quần nhung 55. Ok nhà Phượng, mai có gì nhắn lại, nốt lại giúp chị một một lần nữa nha Bích Phượng. Đúng rồi, hỏi thôi à, coi vui hả. Quận 55 cho Đan Thanh. Đoán này thôi, chứ tôi phải đúng rồi, mình đúng rồi. Nè mấy chị, xếp bộ này cho em có mút ngực nha mấy chị nha. Cái bộ nốt rồi nha Hoàng Hương. Cái này bộ có mút ngực tầm 53kg loại vừa luôn á. Cái quần trắng 70 hết rồi bé Thu. Mấy quần trắng đó lại chốt cho chị Vân Anh Nguyễn hay gì rồi. Đó. Cái này 30 thôi mấy chị ơi. Cái này 30. Áo hoa caro nè. Trời ơi. Dễ thương quá à. Hoa vàng caro nè. Để cho mấy chị cái này 35 thôi. Hoa vàng caro này 35. Chân váy trời ơi, chân váy này bét luôn á mấy chị ơi. Cái lưng, cái quần của nó cũng đẹp nữa. Cái chua quần, quần chân váy mà cái quần nó là chất kaki luôn á chị, nó xịn sò giả mang cỡ nào. Ê bồ chia sẻ like cho em miếng miếng cho em được 50 người cũng ráng ra mấy chị. Bốn máy nhìn quay quá mấy chị. Nhìn quay cha đâu quá mấy chị. Set 30 cho Diễm Trinh. Chân váy này 55. Quá xịn luôn. Này 55. Size 50kg đâu lại nha. Cho máy 55. Khu này đáng yếu vậy. Hoa vàng caro. Comment hoa 35. 35 giúp chị nha. Chị máy 55 cho Khánh Ly. Ôi. Chị nói chị đáng yêu quá chị anh. Mỗi lần mà ai khen chị thì size S nha. Anh Thương cầm anh vàng 35 giúp mình chưa? Siêu đáng yêu luôn á. Quần này 55. Size S nha, S 45kg á. Quần này 55, ủa dễ thương quá mấy chị ơi. Đây quần này hợp với bé Thảo á. Ủa giờ gì công nhận cái tướng gì vậy má? Ủa dạ? Xe xe chỗ nào vậy má? Cái tạ cá. Con hình của tao lại giùm cái gì trời. Gì vậy? Coi hình của tao lại gì? Coi gì má, chỉnh hình mỗi ngày mà không biết hả? Phải hỏi không, không để ý, không để ý. Tao hết chỉnh hình cho người khác rồi, hết chỉnh hình cho nó mà. Set yếm này cho em. Set yếm này để cho chị em mình size S nha mấy chị nha. Cái này set này size S thôi. Để cho mấy chị mình cái set này 45. 45.
Xếp 45 size S. 235 cho anh Thư. Đẹp lớn nữa coi. 235 cho anh Thư, quần 55. Chưa ngọc gì. Ước được ngọc. Em á chị. Áo này nè. Trời đất ơi, cái áo dễ thương. Nó là một set luôn, dễ thương dữ vậy trời. Ống su nè mấy chị. Giảm đáy nỗi đau. Ờ, cái áo dễ thương, kháo không là đại dễ thương rồi. Ờ, 52 kéo lại vừa xinh giảm an quá. Set này 55 cho em. Ở trên nó trời dễ thương quá à. 55 nha. Cái áo dễ thương cho trời, này mặc rất tốt rồi, cũng xinh nữa. Ê không được mấy chị ơi. Có được được bình thường đâu bị gì đâu. Tự nhiên không được bị khủng bị bình thường bị hết. Em tưởng nó không phải. Cái điều đứng chị chạy được chưa chị Long? Chị đứng. Không được. Nhán cái đó lên thôi gì vậy? Dạ đâu có cái đó nó chạy mà. À mình đá giờ bên kia. Mà đá giờ đó. Đá giờ bên kia là 6. Xe 55. À là đá giờ tôi không dám 55 nè. Xe 55 cho Mỹ Hoa. Nhẹ nhàng thôi trời ơi. Dạ. Lại lùng quá. Được rồi. Còn mũi tên trúng hai con nhạn. Không mà cái này là phía trên đó nhưng mà đá nhẹ nhàng. Cái này bị rách. Cái này bị rách nè mọi người. Nó nè. Trời đất ơi, cái đó có đồ ôi trời ơi rách. Ai để ngón tay không? Thấy ngón tay không? Đó. Cánh bèo 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 như vậy nè. Mà cái quần trời ơi, cái quần bét lắm luôn á. Cái quần siêu dễ thương. Em nói thiệt luôn á, chút đuổi mà cái nó form ra như vậy nè. Trời đất ơi, không nổ một chút xíu nào hết. Cái quần nó có lót bên trong luôn, quá xinh luôn á mấy chị ơi. Cái áo này nó hơi lỡ nhẹ rồi, nhưng mà nó dễ thương lắm. Dễ thương lắm, em để mấy chị cái này 75. Em nói thiệt á, em có thể bất chấp để mua để em lấy cái quần luôn á. 75, rất là em nha. Ui dễ thương lắm á. Rồi áo chả bị lỡ nhiều mấy chị Mai lại dễ lắm. Mấy chị Mai nó nằm ở phía trong cái bèo luôn. Mấy chị Mai vô là người ta không thấy gì hết á. Mấy cái quần thôi được không? Phượng giết chị đi. Em giết chị đi. Quần 60 được không? Dạ set này 75 đấy, cái quần không 60 triệu không? Đây đẹp nhất là cái quần mà. Quần len nè mấy chị. Quần len nè cho em, trời đất ơi. Ồ cái này gu em mấy bà ơi. Ôi quần này dễ thương quá à. Mấy chị không lấy tôi lấy á, quần lên này 70. Dễ thương quá à. Em rất là thích mấy cái phong cách như vậy luôn á. Cái Alibaba kiểu gì dễ thương quá trời đất luôn á. Em có cái quần lên ngố mà, cái này mà ngố á. Trời em cưng nó như vàng như ngọc vậy á. Mấy chị không lấy cái quần đen thì em lấy. Lên 70 cho em. Cái này là cái này là kiểu như là gấm. Đúng là gấm không ta, nó gọi là chất gấm không ta, không biết nữa. Size S cho em nha, bèo bèo như vậy. Mấy chút quần đúng không, chắc rồi đúng không, em lấy quần đó nha. Sợ đổ đi chạy sữa quá. Size S, cái này form tầm 45 cái đó loại vừa. 45 cái đó loại vừa cho em. Trời ơi xinh. Xinh xinh lắm luôn á, xinh xẻo luôn. 90 S nhỏ kỳ 90 dài. Thấy không chị, em mặc nó nằm ở trên đây nè. Còn em mặc nó dài quá. Nhưng mà em không có chụp, em tính không có chụp. Nhưng mà sao kéo cái đồ gói mà rồi. Nó ngầm cái bạc rồi sao kéo được. Nó phải lộ đồ gói mới kéo được chứ. Ok. Thì chụp với đồ gói lên cho tôi biết cái đậm nó dài cái này quá. Chân váy hồi mơ chị hay chụp hình đang còn không. À cái đó inbox giùm chị nha, tiếng Anh. Bây giờ cái magazine đúng không? Magazine là hết á. Chị sợ em hết tiền không bán nữa hả? Đâu có, nãy giờ em chốt mới 18k chứ nhiều. Đàm này 53kg nó lại vừa. 17, 16, 17 cái. Cái phối phối ren 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 này nè. Sao cái giờ ra vậy? 52, 53kg nó lại vừa. Tại vì em không có thấy cái nhẹ nhàng dễ thương nha. 45 không nhận ra. Này xấu quá chẳng ra. Không em
đặt là không có màu son. Nè mấy chị. Ủa đâu có đâu. Chị đặt cũng cái nào màu son chứ màu son nó cũng giống nhau mà. Trang Nguyên à. Trời ơi cái này bét luôn á, đẹp lắm luôn mọi người. Cái này size S. Cánh dơi nè, đẹp lắm luôn á. Tầm này để cho mấy chị mình 100.000. Cái này đẹp lắm, Trang Nguyễn nó có chụp cái này á mà em không phải của nó đâu. Chụp Trang Nguyễn nó từng chụp mẫu này rồi á. 100. Chị em nghĩ là bạn nào theo dõi Phúc Trang là biết cái này á, kiểu vậy á. Nó chụp bữa chụp mình Đà Lạt. Chứ cái này là trời ơi, đẹp lắm luôn á mọi người. 100 cho em nha. Size S. Đen này cho em, đen cổ bèo hoa cúc nè. Đen này để mấy chị 40. 40 cho em nha. Cái cổ hoa nó là tới 3 lớp, 3 lớp von luôn. 40 xinh ha. Em ăn phở quá làm sao đây? Chắc là ngày mai Trần Thanh Mai sẽ bán phở bò. Giả chiến. Giấu quần này mấy chị ơi. Ờ. Thì con nói là mua phở thôi. Còn bảy nó là cái phở ngon. Thì phở Hùng Khánh đó. Phở bò tơi gì đó, phở Hùng Khánh ngon. Rồi, để mai sáng đi ra ăn. Dạ được ai đi mà mua về cho cô bán. Sai lờ. Cái này đông anh chia sai thì nhà tao bên đây mà. 40. Ở cái quế luôn. Dở cực kỳ dở luôn á. 40. Mà mua đem về à? Không biết đó hả? Trời trời đã giãn cách. Ủa phở gần nhà mình được chỉ hai món á. Phở gì ta? Phở của bà cũng vậy. Ôi này xinh vậy. Phát nha mấy chị nha, phát nhẹ. Tay đúng dài luôn. Phát nhẹ nữa. Cái này để cho mấy chị mình 45 thôi. Phát 45. Gân á. Kiểu mà mặc chung với lại áo dây này kia dễ thương á. Cái này là đầm đó. Đầm nè. Có mút ngụm. Có khi có ngày mai 12 giờ qua ha. 50kg loại vừa. Có mút ngụm 50kg loại vừa nè mấy chị. Cái đầm này rất là xinh luôn. Đầm này 70. Cái này 70. Cái này 70 nha. Body đuôi cá nè mấy chị. Body đuôi cá này để mấy chị mình 55. Ba lỗ xinh lắm. 55. Cái chút Lộc có ba đúng em không? Dạ có mà chắc em thì chín chết chứ. Thiền gì hả? Nhỏ nguyên mà cơm tắm được không? Ít cơm thôi nha. Dạ cơm đang heo thịt. Cơm còn văng thôi. Thôi dạ nóng cả luôn. Nhà mua hộp cơm ở cái gì Phát Tài chứ gì ta? Phát Tài. Đúng rồi, Phát Tài ngay cầu ngay chân cầu sắt á. Phát Tài gì? Phát Tài có lên Phát Tài không? Nó ăn ngon không? Không, không quan trọng tiền bạc. Người có tiền. Nhưng chẳng ngon hay không?